Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 182. Bất tử thần thể, chín đại cổ thể một trong, hơn nữa còn là xếp hạng cực kỳ cao cổ thể. Tiêu Phàm cũng là ở Tu La truyền thừa cùng một chút cổ tịch bên trên gặp qua một chút liên quan tới bất tử thần thể ghi chép, cùng lúc này Hiên Viên Trảm Tiên thể nội tình huống giống nhau y hệt. Truyền văn, bất tử thần thể, hắn có được chân chính bất tử chi thân. Chỉ cần thần thể chưa từng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền có thể không ngừng trùng sinh, phục sinh, cơ hồ là bất tử bất diệt. Điểm này, cùng Tiêu Phàm điều tra tình huống 10 điểm ăn khớp, Hiên Viên Trảm Tiên đã chết, nhưng hắn hư hại không gian ý thức, lại còn đang từ từ bản thân chữa trị. Mặc dù thánh đế cảnh nhục thân có nhất định chữa trị công năng, nhưng tại linh hồn mẫn diệt tình huống phía dưới, hết sức ít gặp. Nhưng bất tử thần thể lại có thể làm được. Bất quá, Hiên Viên Trảm Tiên bất tử thần thể, có vẻ như còn không có chính thức giác tỉnh, chỉ là sơ bộ đầy đủ khôi phục công năng. Bằng không mà nói, lúc ấy một kích kia, tuyệt đối không cần một vị thức tỉnh bất tử thần thể người tính mệnh. Bởi vì, có được bất tử thần thể người, thiên sinh có được thiên hạ đệ thất thần thông, Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên thần thông, có xác định vị trí trở lại như cũ, cũng có định thời gian trở lại như cũ, vô luận loại nào, đều là không khả năng tùy tiện giết chết, đây mới là bất tử thần thể người cường đại căn bản. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ phán đoán Hiên Viên Trảm Tiên có được bất tử thần thể, vẫn là cùng hắn phát hiện có quan hệ. Ở Hiên Viên Trảm Tiên một đầu kinh mạch thật nhỏ bên trong, vậy mà ẩn chứa một đoàn thật nhỏ quang đoàn, cái kia quang đoàn bên trong có lấy một đạo hơi yếu thân hình. Tiêu Phàm biết rõ, đó là một cái linh hồn cùng Hiên Viên Trảm Tiên khí thức cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá linh hồn vẫn như cũ 10 điểm nhỏ yếu, thậm chí nhỏ yếu đến Tiêu Phàm một hơi liền có thể thổi tắt hắn. Loại tình huống này, Tiêu Phàm nghĩ tới bất tử thần thể một loại khả năng. Truyền văn, bất tử thần thể thức tỉnh, nhất định phải kinh lịch cái chết thực sự, nhục thân tịch diệt hoặc là linh hồn mẫn diệt, sau đó nhục thân trọng sinh hoặc là linh hồn niết bàn, mới có thể chính thức giác tỉnh. Mà lúc này Hiên Viên Trảm Tiên, hẳn là thuộc về linh hồn mẫn diệt, sau đó một lần nữa niết bàn. Quá trình này, cực kỳ nguy hiểm, một khi không cách nào thành công thức tỉnh, kia liền là triệt để tiêu vong. Nhưng hiển nhiên, Hiên Viên Trảm Tiên lại may mắn thành công, Tiêu Phàm thậm chí có loại ý nghĩ, Hiên Viên Trảm Tiên có lẽ là cố ý tiếp nhận một kích kia mà chết, sau đó nhờ vào đó thức tỉnh bất tử thần thể. Chỉ là trầm tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, cực lớn khả năng chính là Hiên Viên Trảm Tiên căn bản không biết mình có được bất tử thần thể. Bởi vì lúc ấy, Hiên Viên Trảm Tiên thân thể căn bản liền không cách nào động đậy. Lúc này, Tiêu Phàm liền xác nhận bản thân loại phỏng đoán này, làm hắn linh hồn lực lượng tiếp xúc đến cái kia quang đoàn về sau, vậy mà trong nháy mắt tiêu vong, thậm chí hắn linh hồn lực lượng còn nhận lấy phản phệ. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm phát hiện, cái kia quang đoàn bên ngoài, lại còn lượn lờ một loại cực kỳ quỷ dị sương mù. Mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không đúng, có vẻ như không phải mệnh chọc chi khí. Mà là một loại so mệnh chọc chi khí càng thêm bá đạo lực lượng, cái này hình như là thần soán sư thủ đoạn. Tiêu Phàm nội tâm có chút bất an, Hiên Viên Trảm Tiên xác thực thức tỉnh bất tử thần thể, nhưng hắn bất tử thần thể lực lượng thức tỉnh, xác thực không cách nào làm cho linh hồn không ngừng cường đại, ngược lại bị lực lượng quỷ dị kia không ngừng làm hao mòn. Kể từ đó, Hiên Viên Trảm Tiên muốn phục sinh là không thể nào, nếu như không cách nào xóa đi cỗ kia bá đạo sương mù. Hiên Viên Trảm Tiên cuối cùng khả năng thực tử vong. Mắt trái của ta sinh mâu, có lẽ có thể hóa giải cỗ này lực lượng, bất quá đối ta hao tổn hẳn rất lớn, qua một đoạn thời gian còn muốn tiến về thần ma táng thổ. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, lại là rơi vào trong trầm tư. Sinh tử mâu, Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng cái này đồng thuật, đây cũng là mặt khác đồng thuật tất cả đều bị nghịch loạn chi đồng dung hợp về sau, duy nhất lưu lại một loại đồng thuật. Chỉ bất quá loại này đồng thuật đối Tiêu Phàm tiêu hao rất nhiều, đồng thời, đối mặt cái kia quỷ dị mà bá đạo sương mù, Tiêu Phàm lại không ngọn nguồn, bằng không mà nói ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng hắn lại đáp ứng Tả Vũ, tiến về thần ma táng thổ, muốn giúp hắn một chuyện, nếu là tiêu hao quá độ, đến lúc đó không khôi phục được, bản thân chẳng phải là nuốt lời. Bất tử thần thể nếu là chết, cái kia cũng là nhân tộc một tổn thất lớn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiêu phủ chủ,
Hiên Viên Huyền Đạo nhìn thấy Tiêu Phàm vào lúc đó mà nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, có khi lắc đầu, có khi lại gật đầu, cũng nhìn không được nữa cắt đứt Tiêu Phàm chẩn bệnh. Tiêu Phàm nguyên lực cùng lực lượng linh hồn rời khỏi Hiên Viên Trảm Tiên thân thể, lông mày chậm rãi giãn ra, bất quá cũng không mở miệng nói chuyện. Giả vờ giả vịt, cách đó không xa Lâm Nho thấy thế, khinh thường giễu cợt nói. Những người khác cũng âm thầm lắc đầu, bọn họ trong mắt Hiên Viên Trảm Tiên đã chết không thể chết lại, lại làm sao có thể cứu sống đây? Tiêu Phàm những cái này phức tạp biểu lộ, lại làm cho ai thấy thế nào? Đoán chừng là nghĩ lừa bịp Hiên Viên gia tộc một bút, đến lúc đó cố ý nói cứu không được, Hiên Viên gia tộc cũng không làm gì được hắn. Có người bí mật truyền âm, bọn họ có thể không có đầy đủ dũng khí đi chính diện chào phúng Tiêu Phàm. Gia hỏa này, thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu. Tiêu Phàm cũng không để ý những cái kia giễu cợt ngữ, mà là nhìn về phía Hiên Viên Trảm Tiên nói, ta có thể cứu, nhưng là ta tạm thời không thể cứu. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Cái gì gọi là ngươi có thể cứu, lại không thể cứu? Cứu chính là cứu, không cứu chính là không cứu a, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lừa gạt Hiên Viên gia tộc một bút hay sao? Tiêu phủ chủ, còn mời chỉ rõ. Hiên Viên Trảm Tiên hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn cũng càng tin tưởng Tiêu Phàm là lại nói năng bậy bạ, nhưng hắn vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là nhìn về phía một bên Tà Vũ, trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ do dự. Tà Vũ lập tức hiểu được, Tiêu Phàm là có biện pháp cứu Hiên Viên Trảm Tiên, nghĩ đến loại kia biện pháp đối Tiêu Phàm tổn hại hoặc là tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục được. Nhưng Tiêu Phàm lại đáp ứng hắn, tiến vào thần ma táng thổ giúp hắn một chuyện, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Nếu là cứu Hiên Viên Trảm Tiên, đến lúc đó liền chưa chắc có thể giúp hắn. Nghĩ vậy, Tà Vũ cũng rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Tà Vũ không để cho hắn cứu người, hắn cũng biết, Tà Vũ chuyện kia khẳng định rất trọng yếu. Tiêu phủ chủ, nếu như ngài có biện pháp, còn mời nhất định phải mau cứu Trảm Tiên. Hiên Viên Huyền Đạo xá một cái thật sâu nói. Hiên Viên lão đầu, Tiêu Phàm đáp ứng ta, muốn thay ta đi làm một chuyện, tạm thời không thể hao tổn thực lực. Tà Vũ lắc đầu, nói, ngươi đi tìm Tử Thiên gia tộc tính một quẻ, nhìn Hiên Viên Trảm Tiên còn có thể sống bao lâu. Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Phàm muốn cứu, có thể Tà Vũ không cứu, hắn lại có biện pháp nào. Tử Thiên gia tộc, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng nói, có. Ngay sau đó trong lòng lại trầm ngâm nói, Hiên Viên Trảm Tiên thể nội cái kia sương mù hẳn là cùng thần soán sư thủ đoạn có quan hệ, Tử Thiên gia tộc không phải liền là thần soán sư gia tộc sao? Cái gì? Hiên Viên Huyền Đạo cùng Tà Vũ hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Phàm, bốn phía tu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có biện pháp cứu chữa Hiên Viên Trảm Tiên hay sao? Nhưng nhìn hắn bộ dáng, cũng xác thực không giống như là đang làm giả a. Tiêu phủ chủ, người nếu có biện pháp cứu Trảm Tiên một mạng, ta Hiên Viên gia tộc, thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiên Viên Huyền Đạo vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm không nguyện ý xuất thủ một dạng. Là hai cái, Tà Vũ nhàn nhạt bổ sung một câu. Không sai, hai cái. Hiên Viên Huyền Đạo bỗng nhiên hiểu được, trước đó Tiêu Phàm thay Hiên Viên gia tộc giết Hoang Vô Cương, cho Hiên Viên Trảm Tiên báo thù, đã coi như là một cái nhân tình. Hiện tại nếu như cứu chữa tốt Hiên Viên Trảm Tiên, tự nhiên là cái thứ hai nhân tình. Tiêu Phàm ngược lại là không thế nào quan tâm, suy nghĩ một chút nói, ta xác thực đáp ứng Tà Vũ, tạm thời không tiện ra tay cứu trị Hiên Viên Trảm Tiên, nhưng là, ta có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng. Còn mời Tiêu phủ chủ chỉ rõ. Hiên Viên Huyền Đạo gật gật đầu, hắn nơi nào có tư cách trách tội Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm nhìn xem hôn mê giống như người đần độn một dạng Hiên Viên Trảm Tiên, nói, Hiên Viên Trảm Tiên chết, hẳn là cùng thần soán sư có quan hệ, các ngươi có thể dẫn hắn đi tìm một cái Tử Thiên gia tộc. Về phần Tử Thiên gia tộc có nguyện ý hay không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không biết. Tử Thiên gia tộc, Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhanh, cùng ta tiến về bái phỏng Tử Thiên gia tộc, đa tạ Tiêu phủ chủ. Nguyên bản Hiên Viên Huyền Đạo cho rằng Tiêu Phàm chỉ đường sẽ hết sức phiền toái,
nhưng ai có thể tưởng đến, cứu chữa Hiên Viên Trảm Tiên phương pháp lại ở thần đạo cổ thành. Tử Thiên gia tộc mặc dù thần bí, có thể trường cư thần đạo cổ thành, Hiên Viên gia tộc vẫn còn có chút hiểu rõ. Lấy hắn thân phận, nếu là đi xin giúp đỡ Tử Thiên gia tộc chưa hẳn sẽ không cho mặt mũi, huống chi cứu trị người vẫn là Hiên Viên gia tộc thiếu gia chủ đây. Trong lúc hô hấp, Hiên Viên Huyền Đạo đám người liền mang theo Hiên Viên Trảm Tiên thi thể rời đi, đám người lần nữa ánh mắt lần nữa tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Tà Vũ, lại nói cho ta một chút liên quan tới Thiên Hoang sự tình. Tiêu Phàm không có để ý bốn phía tu sĩ ánh mắt, lôi kéo Tà Vũ liền hướng một bên cung điện đi đến. Tiêu Phàm phát hiện, lần này võ đạo tiệc trà hắn cũng không có đến không. Thuận tiện giết Hoang Vô Cương không nói, còn bán Hiên Viên gia tộc hai cái nhân tình. Chủ yếu nhất là, Tà Vũ gia hỏa này cũng bại lộ hắn một chút thân phận, để Tiêu Phàm có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới Thiên Hoang sự tình. Cái này có thể so sánh hắn đi cầu Thiên Hoang người phải mạnh hơn. Tiêu công tử, chờ ta một chút, Lạc Vô Tình kêu một tiếng, cũng liền bận bịu đi theo. Tà Vũ liếc Lạc Vô Tình một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người mới thu tiểu đệ. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, chẳng lẽ ta thường xuyên thu tiểu đệ sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế, bản thân một dạng đi tới chỗ nào, bên người đều sẽ đi theo một đám tiểu đệ. Mà lần này tiến về Thiên Hoang, bên cạnh hắn chỉ có thí thần cùng cửu U Ma Toan hai cái này, liền cái trợ thủ đều không có. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm mấy người đi vào đại điện bên trong, lâm nhò đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hàn quang. Người muốn giết hắn, phải mau chóng. Bên cạnh Loan Nguyệt đột nhiên bí mật truyền âm cho hắn, lưu lại một đạo thanh âm liền hướng nơi xa đi đến. Lâm Nho nhìn qua Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bóng lưng, nắm tay đầu hơi hơi nắm chặt, trong lòng nghiêm nghị nói, yên tâm, các ngươi đi không ra thần ma táng thổ. Thần đạo cổ thành, một chỗ trong góc vắng vẻ. Oanh, theo một tiếng trầm thấp nổ vang, một tòa rách nát tiểu viện bỗng sụp đổ, hóa thành vô tận bụi bặm tràn ngập tại hư không. Bất quá lại bị một cỗ lực lượng kỳ lạ áp chế ở cực nhỏ phạm vi bên trong. Mấy tức về sau, cái kia trong sân tất cả hiển lộ mà ra, phía trước tất cả sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một cái hố sâu. Hố sâu một bên cách đó không xa, một bóng người đứng ở trong bóng râm, nếu như không tử tế quan sát, căn bản liền không phát hiện được hắn tồn tại. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người này. Người này chính là Hoang Thiên Quân. Hoang Thiên Quân buông tay một chiêu, một mai thạch đầu từ trong hố sâu bay vụt mà tới, rơi ở trong tay của hắn, Hoang Thiên Quân trực tiếp bóp nát. Hô, đột nhiên, bốn phía từng đạo năng lượng hiện lên, ngưng tụ thành một đạo áo bào tím thân ảnh. Áo bào tím thân ảnh chính vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem Hoang Thiên Quân, giống như chân nhân. Tử Thiên La, người dám hại ta nhi, thiên hạ lại không ngươi nơi sống yên ổn. Hoang Thiên Quân mặt âm trầm, thấp giọng giận dữ hét. Đối diện áo bào tím hư ảnh không phải người khác, chính là Tử Thiên La. Hoang Thiên Quân dưới cơn nóng giận, tới đây ám sát Tử Thiên La, đáng tiếc, Tử Thiên La đã sớm chuẩn bị, đã bỏ trốn mất dạng, chỉ lưu lại một đạo tàn niệm tại đây đợi Hoang Thiên Quân. Hoang Thiên Quân, không nên đem mình nghĩ quá cường đại. Lúc này, đối diện Tử Thiên La hư ảnh chậm rãi nói, là ngươi tính toán lão hủ trước đây. Huống hồ, người chỉ cần ta giết Tiêu Phàm, cũng không có nói là phương pháp gì. Lão hủ đã hoàn thành đối Hoang gia hứa hẹn, từ đó cùng Hoang gia lại không liên quan, về phần Hoang Vô Cương chết, muốn trách, thì trách hắn quá ngu, bàn về thông minh, hắn không kịp ngươi vạn nhất. Ngươi tự tìm cái chết, Hoang Thiên Quân tức giận không thôi, một bàn tay hướng về Tử Thiên La giận đánh tới. Tử Thiên La chỗ nào ngăn cản được? Trong nháy mắt hóa thành từng đạo năng lượng tiêu tán tại hư không, chỉ có một thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại hư không. Hoang Thiên Quân, Hoang gia tất cả, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, hiện tại Hoang Nguyên Cực bọn họ chết rồi, Hoang gia cũng như ngươi mong muốn, triệt để rơi vào tay của ngươi, bất quá, có đôi khi quá thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Thanh âm chậm rãi biến mất, Hoang Thiên Quân thể nội truyền ra một trận sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Như có một cỗ khí thế cường đại sắp bộc phát ra. Bất quá, hắn ở hít sâu mấy hơi về sau, lại mạnh mẽ đem cỗ lực lượng kia áp chế xuống. Tiêu Phàm, Tử Thiên La, các ngươi đều phải chết. Hoang Thiên Quân để lại một câu nói, tại chỗ biến mất.
Tử Thiên gia tộc, một tòa trong đại sảnh, thủ tọa phía trên ngồi cả người khoác áo bào tím, đầu mang vũ quan trung niên nam tử khí độ bất phàm, nho nhã đại khí. Lúc này, ngoài phòng khách, một cỗ xe lăn chậm rãi bay vào, rơi trong đại sảnh. Xe lăn, làm cái này không nhiễm phàm trần, siêu phàm thoát tục thanh niên nam tử, cùng tử bào trung niên nam tử có mấy phần rất giống, nhưng càng thêm tuấn giật. Cha, Tử Thiên Y hơi hơi thi lễ, nói, ngài tới tìm ta cần làm chuyện gì? Y nhi a, tử bào nam tử chính là Tử Thiên Y phụ thân, cũng là Tử Thiên gia tộc hiện tại gia chủ Tử Thiên Hồng. Hắn nhìn thấy Tử Thiên Y đến, sang sảng cười một tiếng, đứng dậy, vẻ mặt kích động nói, vừa rồi vi phụ bói một quẻ, hôm nay ta Tử Thiên gia tộc, có khách quý lâm môn a. Quý khách lâm môn, Tử Thiên Y sững sờ, hắn nhưng là rất ít gặp đến cha mình cao hứng như thế, lại hỏi, không biết là gì quý khách. Tử Thiên Hồng thật sâu nhìn Tử Thiên Y một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai chân của hắn phía trên, nói, có thể chữa cho tốt ngươi hai chân quý khách. Thực, Tử Thiên Y thần sắc như lúc ban đầu, chỉ bất quá trên mặt cũng xuất hiện một màn nụ cười, nói cái kia hài nhi hôm nay ngược lại muốn xem, ta Tử Thiên Y quý nhân rốt cuộc là cao nhân phương nào. Nói xong, một đạo thanh âm dồn dập từ ngoài phòng khách chạy tới. Gia chủ, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Huyền Đạo tới chơi. Người tới cung kính ở cửa đại sảnh quỳ xuống, cúi đầu quát to nói. Hiên Viên gia tộc, Tử Thiên Y lộ ra nghi hoặc. Tử Thiên gia tộc người hắn gặp qua không ít, nhất là cái này Hiên Viên Huyền Đạo, Hiên Viên Trảm Tiên phụ thân bế quan, những người khác túc lão cũng rất ít quản sự, bây giờ Hiên Viên gia tộc, cơ bản cũng là cái này Hiên Viên Huyền Đạo đang xử lý. Tử Thiên Y cũng đã gặp Hiên Viên Huyền Đạo nhiều lần, có thể chưa từng nghe nói Hiên Viên Huyền Đạo hiểu y thuật a, lại càng không cần phải nói có thể chữa cho tốt hai chân của hắn. Tử Thiên Hồng cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ không tin, nói, người xác định là Hiên Viên Huyền Đạo. Là, gia chủ, Hiên Viên Huyền Đạo tiền bối, đang ở cửa ra vào chờ đợi. Hạ nhân lần nữa khẳng định nói. Tử Thiên Hồng lập tức không thấy hứng thú, nếu như Hiên Viên Huyền Đạo có thể chữa cho tốt Tử Thiên Y hai chân, vậy hắn đã sớm phiền phức Hiên Viên Huyền Đạo chữa khỏi, chỗ nào cần chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ sai chỗ nào? Tử Thiên Hồng lộ ra nghi hoặc, hai tay kết động lấy, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc, thấp giọng hô nói, quẻ tượng biến. Cha, tất nhiên Hiên Viên Huyền Đạo tiền bối tới chơi, ta đi gặp một chút đi. Tử Thiên Y mặt nở nụ cười nói ra, cắt đứt Tử Thiên Hồng suy nghĩ. Hắn biết rõ, cha mình khẳng định có chút tức giận cùng hối hận, vừa mới liền không nên đề cập với chính mình hai chân sự tình. Bây giờ lời đã ra miệng, có thể cái kia cái gọi là quý khách lại biến người, Tử Thiên Hồng trong lòng khẳng định có chút không dễ chịu. Dù sao, hắn Tử Thiên Y hai chân, thế nhưng là Tử Thiên gia tộc cấm kỵ, người bình thường đều không người dám xách. Tử Thiên gia tộc đã từng đi tìm thái cổ thần giới cực kỳ nổi danh thần y nhìn qua, có thể không có người nào có thể chữa cho tốt, dù cho gãy chân trùng sinh đều khó có khả năng. Thậm chí, đều không người có thể nhìn ra, Tử Thiên Y vì sao hai chân tàn phế. Tử Thiên Y cùng Tử Thiên gia tộc đều đã sớm từ bỏ việc này, Tử Thiên Hồng hôm nay nhắc lên, cũng là hắn trước đó bắt được quẻ tượng, cùng Tử Thiên Y hai chân có quan hệ, cho nên mới sẽ kích động nói ra. Chẳng lẽ ta già thật rồi? Thật lâu, Tử Thiên Hồng thật sâu thở dài một hơi. Phải biết, hắn nhưng là Tử Thiên gia tộc gia chủ, hắn bói toán thế nhưng là rất ít khi sai, hôm nay vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, cái này khiến Tử Thiên Hồng làm sao tiếp nhận. Cha, không cần đem việc này để ở trong lòng, không có hai chân, hài nhi cũng chưa chắc so với ai khác kém. Tử Thiên Y trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Xem ra cha thực sự là lão, lại muốn để Y Nhi đến trấn an ta. Tử Thiên Hồng đắng chát cười một tiếng, chỉ một thoáng, trên người hắn lại khôi phục cái kiêu uy nghiêm và nho nhã khí chất. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa ra vào lúc, lại là phát hiện mình quên để cái kia hạ nhân lui đi. Ngươi có biết Hiên Viên Huyền Đạo tới đây cần làm chuyện gì? Tử Thiên Hồng hỏi, nếu như chỉ là việc nhỏ, hắn là sẽ không đi gặp Hiên Viên Huyền Đạo. Tử Thiên Y cũng lộ ra vẻ tò mò, Hiên Viên gia tộc thế nhưng là nhân tộc đệ nhất gia tộc, sẽ rất ít tự mình bái phỏng những gia tộc khác. Tử Thiên gia tộc mặc dù cũng đang thần đạo cổ cương, có thể hai đại gia tộc ở giữa lui tới cũng không phải là quá nhiều, dù sao,
Tử Thiên gia tộc tu chính là thần soán chi thuật, ở chưa học hữu sở thành phía trước, cũng là rất ít rời khỏi gia tộc. Thuộc hạ không biết, bất quá, Hiên Viên gia tộc thiếu gia chủ Hiên Viên Trảm Tiên, giống như chết rồi, Hiên Viên Huyền Đạo mang theo Hiên Viên Trảm Tiên mà đến. Cái kia hạ nhân hít sâu một cái nói. Hiên Viên Trảm Tiên chết, Tử Thiên Hồng cùng Tử Thiên Y hai cha con đồng thời hoảng sợ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, trước đây không lâu bọn họ còn gặp qua Hiên Viên Trảm Tiên đây, Hiên Viên Trảm Tiên một mực đợi ở thần đạo cổ thành, nhưng hôm nay vậy mà chết. Chẳng phải là nói, Hiên Viên Trảm Tiên là ở thần đạo cổ cương chết. Cha, vẫn là đi gặp một lần Hiên Viên Huyền Đạo A. Tử Thiên Y trầm tư chốc lát, vẫn là nói. Hiên Viên Huyền Đạo mang theo Hiên Viên Trảm Tiên thi thể tới đây, mặc dù có chút quỷ dị. Nhưng vạn nhất hai đại gia tộc gây nên một chút hiểu lầm, vậy liền không tốt lắm. Tử Thiên Hồng gật gật đầu, để hạ nhân đem Hiên Viên Huyền Đạo đám người đưa đến tiếp khách đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Huyền Đạo mấy người liền xuất hiện ở Tử Thiên Y phụ tử trong tầm mắt, chỉ thấy Hiên Viên Huyền Đạo vừa bước một bước vào trong đại sảnh, hướng về phía Tử Thiên Hồng xá một cái thật sâu nói, Tử Thiên gia chủ, ngài nhất định phải mau cứu Trảm Tiên. Tử Thiên Hồng sững sờ. Hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, lại là không nghĩ tới, Hiên Viên Huyền Đạo là tới hướng mình cầu cứu. Tử Thiên Y thần sắc không động, chẳng lẽ phụ thân bói cái kia một quẻ, cái gọi là quý khách lâm môn, cũng không phải là Hiên Viên Trảm Tiên bọn họ. Dù sao, nơi nào có quý khách đi cầu bọn họ, cứ như vậy, hắn Tử Thiên gia tộc là Hiên Viên gia tộc quý người mới đúng. Tử Thiên Hồng lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, Huyền Đạo tiền bối. Đây là có chuyện gì? Vừa nói, trong mắt của hắn cũng rơi vào Hiên Viên Trảm Tiên thi thể phía trên, hắn phát hiện, Hiên Viên Trảm Tiên đã hoàn toàn chết hẳn, hắn Tử Thiên gia tộc thủ đoạn dĩ nhiên không ít, thế nhưng không có năng lực cứu một người chết a. Hiên Viên Huyền Đạo cắn răng nghiến lợi đem Hoang Vô Cương sự tình, cùng Tử Thiên Hồng giải thích một lần. Tử Thiên Y một bên nghe, một bên lặng yên không tiếng động tới gần Hiên Viên Trảm Tiên thi thể, bắt đầu kiểm tra. Tử Thiên gia chủ, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không, cầu ngươi mau cứu Trảm Tiên. Nói xong, Hiên Viên Huyền Đạo lần nữa khom người cúi đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Huyền Đạo tiền bối, tha thứ ta bất lực, Tử Thiên Hồng thật sâu thở dài, nói Trảm Tiên sinh cơ đã đứt, mệnh khí hoàn toàn không có, ta cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sẽ không, Trảm Tiên sẽ không chết. Tiêu Phàm nói Trảm Tiên còn sống. Hiên Viên Huyền Đạo đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói năng bậy bạ, Tử Thiên Hồng trực tiếp nổi giận nói, mệnh khí hoàn toàn không có, làm sao có thể còn sống. Hiên Viên Huyền Đạo thần sắc một trận u ám, ngay sau đó hắn lại tưởng rằng Tử Thiên Hồng không nguyện ý cứu, vội vàng nói, Tử Thiên gia chủ, miễn là ngươi cứu tốt Trảm Tiên, ngươi cần gì, ta Hiên Viên gia tộc đều có thể đáp ứng. Huyền Đạo tiền bối. Không phải ta không nguyện ý cứu, mà là... Tử Thiên Hồng lắc đầu. Chỉ là, không đợi hắn nói hết lời, Tử Thiên Y lại là chen lời nói, Huyền Đạo tiền bối, người vừa nãy là nói ai cho rằng Trảm Tiên huynh còn sống. Tử Thiên Hồng nghi hoặc nhìn Tử Thiên Y, bất quá Tử Thiên Y lại ra hiệu Tử Thiên Hồng cho hắn một chút thời gian. Tiêu Phàm, vô tận cổ cương chi chủ, Tiêu Phàm. Hiên Viên Huyền Đạo không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu Phàm. Tử Thiên Y lần nữa nghe được hai chữ này, ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngay sau đó nhìn về phía Tử Thiên Hồng nói, cha, ta rốt cuộc biết trong miệng ngươi quý khách là ai. À, Tử Thiên Hồng cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn quẻ tượng bên trong quý khách không phải Hiên Viên Huyền Đạo, mà là một người khác hoàn toàn. Huyền Đạo tiền bối, không biết Tiêu phủ chủ ở phương nào, mau mau mời hắn tới đây. Tử Thiên Y hơi hơi kích động, nói, không, ta tự mình đi mời. Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng Tử Thiên Y vì Hiên Viên Trảm Tiên sự tình như thế để bụng, hắn làm sao biết, Tử Thiên Y cũng là thấy được bản thân hai chân bình phục hy vọng. Ta đây liền đi, Hiên Viên Huyền Đạo nơi nào còn dám do dự, mang theo Tử Thiên Y trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Tiêu Phàm chính cùng Tà Vũ hỏi thăm Thiên Hoang sự tình, nhập thần thời khắc, liền bị Hiên Viên Huyền Đạo cùng Tử Thiên Y quấy dày. Trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Những người này làm sao nhiều như vậy cái rắm sự tình.
Tà Vũ vẻ mặt khó chịu nói. Tiêu Phàm mặc dù khó chịu, mặt ngoài còn phải cho mấy phần mặt mũi, Tà Vũ mà nói, lại là có chút trực tiếp. Bất quá nghĩ đến Tà Vũ sau lưng Tà Thần, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, Tà Vũ căn bản không cần thiết cho Hiên Viên gia tộc cùng Tử Thiên gia tộc mặt mũi. Hiên Viên Huyền Đạo rơi vào đường cùng, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Một bên ở Tử Thiên Y cũng là tò mò nhìn Tiêu Phàm nhất cử nhất động tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Hắn bộ dáng không giống như là làm bộ, nhưng ta trước đó kiểm tra Hiên Viên Trảm Tiên rõ ràng chết a, làm sao hắn lại nói sống đây này? Tử Thiên Y trong lòng hồ nghi nói. Thôi, rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải đứng dậy, nhìn về phía Tà Vũ nói, quay đầu không hiểu, ta sẽ chậm chậm hỏi ngươi, dù sao đều phải tiến vào thần ma táng thổ, có nhiều thời gian. Ta không quan trọng, dù sao không chuyện làm, đi theo ngươi nhìn xem. Tà Vũ cười nhún nhún vai, nói Tiêu Phàm, ta đột nhiên phát hiện ngươi không gì làm không được a, trước kia sao không biết rõ ngươi còn biết y thuật. Trước kia, chúng ta quen lắm sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói. Tà Vũ sững sờ, đúng vậy a, trước kia chúng ta có vẻ như không phải rất quen a. Mặc dù không biết vì sao, hắn cùng Tiêu Phàm lời nói không ít, có thể hai người chân chính cũng liền đã gặp mặt vài lần mà thôi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một chuyến rời đi Phù Đảo, đi theo Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Huyền Đạo tiến về Tử Thiên gia tộc phủ đệ. Trên đường, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, cửu U Ma Toan con người thỉnh thoảng hướng về Tử Thiên Y nhìn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Chán ghét, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu U Ma Toan lộ ra vẻ mặt như thế, nó bình thường nhìn thấy người, thế nhưng là ngụm nước chảy ròng, hận không thể nuốt đối phương linh hồn a. Bất quá khi Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Tử Thiên Y hai chân phía trên lúc, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tử Thiên Y, không biết có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một vấn đề. Lúc này, thí thần đột nhiên trước tiên mở miệng nói. Các hạ vấn đề, nếu là ở phía dưới có thể trả lời, nhất định biết gì nói nấy. Tử Thiên Y cười cười, nụ cười của hắn luôn luôn cho người ta một loại xuân phong ấm áp đồng dạng cảm giác. Thí thần gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn chăm chú Tử Thiên Y hai chân nói, hai chân của ngươi rõ ràng không có việc gì, vì sao ngươi muốn ngồi lên xe lăn đây? Ách, Tử Thiên Y như thế nào cũng không nghĩ đến thí thần vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Bên cạnh Hiên Viên Huyền Đạo vội vàng cho thí thần cùng Tiêu Phàm bọn họ một ánh mắt, để bọn hắn không muốn hỏi cái này vấn đề, đây chính là Tử Thiên Y chuyện thương tâm của, ở Tử Thiên gia tộc, thế nhưng là không người nào dám xách. Tử Thiên Y đầu tiên là thần sắc ảm đạm, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, trước kia ta đi tìm rất nhiều thần y, cũng có người hỏi qua như vậy ta, nói ta có phải hay không cố ý muốn ngồi xe lăn, hoặc có lẽ là ta giả vờ. Chẳng lẽ không phải, thí thần không tin, có ai nguyện ý trang một cái người tàn tật đây? Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng, qua nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen. Thí thần không có kỳ thị hắn. Ngược lại trực tiếp đoạn hỏi lên, ngược lại nhường hắn trong lòng dễ chịu không ít. Không có ý tứ, là ta hiểu lầm, thí thần vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn lần đầu tiên liền gặp được Tử Thiên Y liền muốn hỏi cái vấn đề này, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tử Thiên Y hai chân là thật có vấn đề. Nếu là có hai chân, Tử Thiên gia tộc cũng sẽ không xảy ra một cái không chê vào đâu được thần toán tử. Tà Vũ cũng không nhịn được nói một câu. Trời cao đúng là công bình. Không sai, trời cao đúng là công bình. Tử Thiên Y cười cười, hắn cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, mà là lặng lặng quan sát, trong lòng buồn bực nói, hắn hai chân rõ ràng huyết khí sung túc, kinh mạch thông suốt, đi như thế nào không được đường đây. Vấn đề này, Tiêu Phàm làm sao cũng nghĩ không rõ, thậm chí hắn còn từ tu la truyền thừa bên trong tìm một chút tin tức. Nhưng không có phía dưới ghi chép liên quan. Thượng thiên công bằng, thượng thiên mới là nhất không công bình. Lúc này, cửu U Ma Toan đột nhiên trong lòng lạnh rên một tiếng. Ý tứ gì, khoảng cách gần như thế, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể bắt được cửu U Ma Toan tâm thần, lập tức truyền âm hỏi, Ma Toan, người có phải hay không phát hiện cái gì vấn đề? Một cái thiên khí chi nhân, lại đang nói trời cao đúng là công bình loại lời này, người nói buồn cười hay không? Cửu U Ma Toan cười lạnh không thôi, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tử Thiên Y. Thiên khí chi nhân,
Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại. Vừa mới nhìn thấy một cái có được bất tử thần thể người, hắn đã chấn kinh tột đỉnh, bây giờ lại đụng phải thiên khí chi nhân. Thiên khí chi nhân, Tiêu Phàm có chỗ nghe thấy, tu la truyền thừa bên trong đều có chút ghi chép. Truyền văn, thiên khí chi nhân, chính là bị thượng thiên để lại vứt bỏ, đánh mất một ít năng lực nhân vật, rất hiển nhiên, tử thiên y liền đánh mất hai chân đi bộ năng lực. Hắn cùng thiên hữu chi nhân tương phản, thiên hữu chi nhân, thụ thiên địa phù hộ, phúc phận thâm hậu. Mà thiên khí chi nhân, là thụ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, phúc phận mỏng manh, thỉnh thoảng sẽ nhiều tai nạn, so với người bình thường còn không bằng. Rất nhiều thiên khí chi nhân, đều sẽ chết yểu mà chết, rất sớm liền biến mất ở nhân thế. Tử thiên y có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn đột phá đến thánh đế cảnh tu vi, đã coi như là khó được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiên khí chi nhân mặc dù thụ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, nhưng là sẽ không đặc biệt chú ý nguyên nhân, miễn là ngươi không xuất hiện tại thiên địa trước mặt, thiên địa đem ngươi quên lãng, liền sẽ không có chuyện gì. Không giống thiên đố chi nhân, muốn bị thiên địa quên đều quên không được, thiên địa thời khắc đều sẽ chú ý hắn. Khó trách cửu U Ma Toàn sẽ lộ ra vẻ chán ghét, một cái thiên khí chi nhân linh hồn, thế nhưng là không hoàn chỉnh, ở trong mắt nó. Tử thiên y linh hồn đoán chừng chính là một cái dị dạng, dù cho bắt đầu ăn, cũng so không lên người bình thường linh hồn. Cũng khó trách cửu U Ma Toàn nói tử thiên y buồn cười, một cái thiên khí chi nhân, lại ở cảm ơn thiên địa đối với hắn công bằng, đây không phải buồn cười thì là cái gì chứ? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy tử thiên y, Tiêu Phàm đột nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thiên khí chi nhân, bị thiên vứt bỏ năng lực có thể chữa cho tốt sao? Tiêu Phàm hỏi, trong lòng đối tử thiên y cái này thiên khí chi nhân cũng là có chút tò mò. Rất khó a, dù sao chúng ta gặp qua, cửu U Ma Toàn hồi đáp, bất quá, một cái thiên khí chi nhân, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn đột phá đến thánh đế cảnh, ngược lại là rất quỷ dị, người này ý chí lực, đoán chừng không phải bình thường mạnh. Có ý tứ, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá hắn cũng biết, tử thiên y có thể sống đến bây giờ. Có lẽ không phải tử thiên y ý chí làm sao kiên định, mà là bởi vì tử thiên gia tộc tu luyện là thần soán chi thuật, có thể tránh né tai nạn cũng không nhất định. Có ý tứ, cửu U Ma Toàn bĩu môi, nói ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, hắn nhưng là bị thượng thiên vứt bỏ người, đi theo hắn nhưng là sẽ xui xẻo. Xui quẩy sao, ta không sợ nhất chính là xui xẻo, Tiêu Phàm trong lòng khinh thường. Hắn nhưng là thiên đố chi nhân. Trên đời này còn có người so với hắn càng thêm xui xẻo sao? Lúc này, Tiêu Phàm giáng lâm tử thiên gia tộc. Tử thiên hồng nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác khác thường, vội vàng cho tử thiên y truyền âm nói, y nhi, chính là hắn có thể đủ chữa cho tốt hai chân của ngươi. Tử thiên y ánh mắt hơi sáng, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm kích động, thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm, khổ sở nói, Tiêu phủ chủ. Ta tử thiên gia tộc đối Trảm Tiên huynh thương thế bất lực. Nếu là những người khác nói Hiên Viên Trảm Tiên còn sống, tử thiên y có thể sẽ không tin tưởng, nhưng như thế phán đoán là Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, tử thiên y nội tâm vẫn là hết sức tin tưởng, dù cho đồng dạng có mọi loại nghi hoặc. Tử thiên hồng cũng hợp thời mở miệng nói, Tiêu phủ chủ, chúng ta vừa rồi kiểm tra một chút Hiên Viên Trảm Tiên thân thể, phát hiện hắn mệnh khí hoàn toàn không có. Không biết Tiêu phủ chủ làm sao phán định Hiên Viên Trảm Tiên còn sống. Nói như vậy, Tử Thiên Hồng cũng không có không tin Tiêu Phàm ý tứ, hắn thấy, một cái có khả năng cứu chữa tốt con của hắn hai chân người, nhất định là bất phàm. Dù cho Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, Tử Thiên Hồng cũng không có khinh thị Tiêu Phàm. Mệnh khí hoàn toàn không có, liền có thể kết luận một người đã chết rồi sao? Tiêu Phàm biểu tình nghi hoặc, cái kia vô mệnh chi nhân. Lại giải thích như thế nào? Cái này, Tử Thiên Hồng cùng Tử Thiên Y phụ tử nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ kinh dị. Không sai, vô mệnh chi nhân, thiên sinh không mệnh cách, không thể chỉ bằng vào mệnh khí phán đoán một người sinh tử. Tử Thiên Y trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng không phải đập Tiêu Phàm mông ngựa, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua vô mệnh chi nhân. Mặt khác, vô mệnh chi nhân cực kỳ thưa thớt, cho nên phán đoán một người sinh tử. Bình thường đều là dựa vào hắn mệnh khí. Nếu như bọn họ biết rõ, đứng trước mặt bọn họ Tiêu Phàm, chính là vô mệnh chi nhân, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Vô mệnh chi nhân lão hủ nghe nói qua, hắn cũng tên là Thiên Đố chi nhân, nhưng Trảm Tiên cũng không phải là vô mệnh chi nhân a. Hiên Viên Huyền Đạo liền vội vàng giải thích nói. Hắn xác thực không phải Thiên Đố chi nhân, mà là một loại thể chất đặc biệt mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu giải thích nói. Dứt lời, Tiêu Phàm đi đến Hiên Viên Trảm Tiên bên cạnh thi thể, nắm lấy cánh tay của hắn, linh hồn chi lực bọc lấy thần lực cưỡng ép rót vào Hiên Viên Trảm Tiên thể nội. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, khi hắn buông ra Hiên Viên Trảm Tiên cánh tay thời khắc, lòng bàn tay của hắn đột nhiên lượn lờ một đạo màu xám cho sương mù. Lấy ra một sợi này sương mù màu xám, thế nhưng là đã tiêu hao hết Tiêu Phàm cực lớn khí lực. Đây là vật gì? Tà Vũ bản năng lùi sau một bước, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem cái kia sương mù màu xám. Chắc hẳn Tử Thiên gia chủ bọn họ hẳn phải biết. Tiêu Phàm vươn ra bàn tay, cái kia một sợi sương mù màu xám thoát ly Tiêu Phàm cánh tay, bỗng tràn ngập mà ra. Tước mệnh chi khí, Tử Thiên y sớm đã kinh ngạc đến ngây người, trong miệng kinh ngạc phun ra mấy chữ. Ngược lại là Tử Thiên Hồng, thân hình lóe lên, một cái đại thủ chụp vào sương mù màu xám biến mất địa phương. Sau một khắc, cái kia nguyên bản tiêu tán sương mù màu xám xuất hiện lần nữa, lượn lờ ở lòng bàn tay của hắn, so sánh Tiêu Phàm bắt lại, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tử Thiên Hồng hướng về lòng bàn tay sương mù màu xám, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói Tiêu phủ chủ có thể bắt được tước mệnh chi khí tồn tại. Cũng khó trách Tử Thiên Hồng như thế kinh ngạc, cái này sương mù màu xám, người bình thường thế nhưng là không thấy được a, chỉ có tu luyện thần soán chi thuật người mới có thể bắt được. Nhưng Tiêu Phàm không chỉ có thể bắt được, hơn nữa còn có thể để cho hiển hóa ra ngoài, đây chính là liền một dạng thần soán sư đều không làm được a. Có thể, bất quá rất phiền phức, Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn quả thật có thể bắt được cái này cái gọi là tước mệnh chi khí, bởi vì hắn thần thông chọc vốn liền có thể chém dụng người khác mệnh khí, chỉ là đối với hắn mà nói, muốn rút ra cái này tước mệnh chi khí, quá phiền toái. Vừa rồi hắn vẻn vẹn chỉ là rút ra một tia mà thôi, liền để hắn tiêu hao không nhỏ, mà Hiên Viên Trảm Tiên thể nội tước mệnh chi khí, có thể xa xa không chỉ một sợi, mà là nhiều đến hàng trăm hàng ngàn sợi. Muốn đem cái này hàng trăm hàng ngàn sợi tước mệnh chi khí tất cả đều bóc ra rút tới, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, đây cũng là hắn không dám tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Trảm Tiên thể nội, tại sao có thể có nhiều như vậy loại này tước mệnh chi khí? Hiên Viên Huyền Đạo ngưng tiếng nói, hắn hiển nhiên cũng nghe ra, tước mệnh chi khí có vẻ như cùng thần soán chi thuật có quan hệ. Mà phóng nhãn thần đạo cổ cương, thậm chí nhân tộc sáu đại cổ cương, có vẻ như cũng chỉ có Tử Thiên gia tộc mới chuyên tu thần soán chi thuật. Huyền đạo tiền bối, việc này hẳn là cùng Tử Thiên gia tộc không quan hệ. Tiêu Phàm hợp thời giải thích nói, mặc dù trong lòng của hắn có chỗ phỏng đoán, nhưng là không muốn làm xấu Tử Thiên gia tộc. Không, việc này cùng ta Tử Thiên gia tộc có một ít quan hệ. Tử Thiên Hồng lại là cắt đứt Tiêu Phàm mà nói, vẻ mặt trịnh trọng nói cái này tước mệnh chi khí, chính là thần soán sư một loại bí thuật tạo thành. Bí thuật này tên là Tử Thiên Tước Mệnh Thuật, Tử Thiên Tước Mệnh Thuật chính là ta Tử Thiên gia tộc bí mật bất truyền. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tử Thiên Hồng vậy mà chính miệng thừa nhận, đây là chuẩn bị đắc tội Hiên Viên gia tộc tư thế sao? Mà lúc này, Hiên Viên Huyền Đạo lại là thần sắc khó coi hết sức, nếu như Hiên Viên Trảm Tiên cái chết, cùng Tử Thiên gia tộc không thoát được can hệ, hai đại gia tộc ở giữa khai chiến khả năng liền cực lớn. Bất quá hắn cũng biết, Tử Thiên Hồng dám thừa nhận, chuyện này khẳng định có mặt khác ẩn tình. Huyền đạo tiền bối, lúc này, Tử Thiên y mở miệng, người có từng nghe nói qua Tử Thiên La? Đã từng Tử Thiên gia tộc thiếu gia chủ, Hiên Viên Huyền Đạo vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc một trận biến hóa, ngay sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, chẳng lẽ việc này là Tử Thiên La cách làm? Tiêu Phàm trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc, Tử Thiên La dĩ nhiên là Tử Thiên gia tộc thiếu gia chủ. Hơn nữa Hiên Viên Huyền Đạo có vẻ như có chút kiêng kỵ bộ dáng, chẳng lẽ Tử Thiên La cùng Tử Thiên Hồng cha con bọn họ tầm đó còn có cái gì ân oán hay sao? Hơn phân nửa như thế, Tử Thiên y gật gật đầu, nói Tử Thiên La năm đó trọng thương gia gia của ta, phản bội Tử Thiên gia tộc, trước đó nghe Tiêu phủ chủ nói, hắn cùng với Hoang gia đi rất gần. Bây giờ ta Tử Thiên gia tộc đặc hữu bí thuật gọt mệnh thuật lại xuất hiện, trừ bỏ Tử Thiên La, không có người thứ hai. Hắn hơn phân nửa liền ở thần đạo cổ thành.
Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, bỗng hướng về phía Tử Thiên Hồng Xá một cái thật sâu, nói: Tử Thiên gia chủ, lão hủ sẽ không tham dự Tử Thiên gia tộc sự tình, xin cứ nhất định nghĩ biện pháp cứu Trảm Tiên một mạng, ta Hiên Viên gia tộc thiếu Tử Thiên gia tộc một cái nhân tình. Tử Thiên Y trầm mặc không nói, đành phải nhìn về phía phụ thân hắn Tử Thiên Hồng. Tử Thiên Hồng lại là cười khổ lắc đầu, nói: Huyền đạo tiền bối nghiêm trọng, không phải chúng ta không muốn cứu Hiên Viên Trảm Tiên, mà là chúng ta cứu không được. Tiêu Phàm mấy người cũng nhíu mày, Tử Thiên gia tộc nếu biết đây là tước mệnh chi khí, vì sao cứu không được đây? Vì sao? Hiên Viên Huyền Đạo hít sâu một cái nói. Nói ra thật xấu hổ, cái này Tử Thiên tước mệnh thuật, ta Tử Thiên gia tộc không có người nào có thể so sánh Tử Thiên La tên phản đồ kia. Tử Thiên Hồng khổ sở nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nghĩ đến Hiên Viên Trảm Tiên thể nội còn có không ít tước mệnh chi khí, tại hạ lại bóc ra không được, có lẽ trên đời này, trừ bỏ đã qua đời gia phụ, chỉ có Tử Thiên La có thể tách ra. Nói bậy, Tiêu Phàm chẳng phải có thể bóc ra sao? Lúc này, Tà Vũ có chút không nhìn nổi, hừ nhẹ một tiếng nói. Tà Vũ vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đúng vậy a, vừa rồi Tiêu Phàm chẳng phải tự mình tách ra một sợi tước mệnh chi khí sao, làm sao có thể chỉ có Tử Thiên La có thể làm đến đây? Tử Thiên Hồng mặt mo đỏ ửng, bản thân lời nói mới rồi, có vẻ như có chút khinh thường. Bất quá, hắn trong lòng lại là càng ngày càng khẳng định, Tiêu Phàm có thể cứu chữa tốt con của hắn Tử Thiên Y hai chân, dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là liền tước mệnh chi khí đều có thể bóc ra. Ta bóc ra một sợi đã rất khó khăn, Tiêu Phàm ngược lại là khó được khiêm tốn nói. Kỳ thật cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật, cái này tước mệnh chi khí, quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, vô ảnh vô hình, lại có thể không ngừng từng bước xâm chiếm người mệnh khí. Cũng chính là Hiên Viên Trảm Tiên cái này bất tử thần thể mới có thể ngăn cản được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm tử vong. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, Hiên Viên Trảm Tiên 89 phần 10 cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu phủ chủ, cầu ngươi mau cứu Trảm Tiên. Hiên Viên Huyền Đạo thiếu chút nữa thì cho Tiêu Phàm quỳ xuống, Tiêu Phàm nhưng là hắn hy vọng cuối cùng, hắn lại làm sao có thể buông tha chứ? Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, Huyền đạo tiền bối, không phải Tiêu mỗ không cứu, mà là ta cũng chưa chắc cứu được, huống chi, Tiêu mỗ đã hứa hẹn với người. Vừa rồi Tiêu Phàm thử qua bóc ra tước mệnh chi khí, trên thực tế, hắn cũng biết, bản thân duy trì Hiên Viên Trảm Tiên tính mệnh vẫn được, nhưng nếu muốn hoàn toàn cứu chữa, trong thời gian ngắn là không thể nào. Nhưng bây giờ, khoảng cách tiến vào thiên hoang, đã chỉ còn lại có thời gian mấy ngày. Tiêu Phàm lại làm sao có thể lưu tại Hiên Viên gia tộc đây? Muốn cứu Hiên Viên Trảm Tiên, bắt sống cái gì đó Tử Thiên La không được sao? Làm Hiên Viên Huyền Đạo còn muốn nói điều gì thời khắc, một bên thí thần đột nhiên nhỏ giọng thầm thì nói. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Huyền Đạo ánh mắt lần nữa phát sáng lên, hắn dường như lại thấy được hy vọng. Nhưng nghĩ đến Tử Thiên La thân phận, Hiên Viên Huyền Đạo lại do dự. Hắn mới vừa rồi còn nói, không muốn nhúng tay Tử Thiên gia tộc chuyện nội bộ, nhưng bây giờ liền muốn bắt sống Tử Thiên La cứu chữa Hiên Viên Trảm Tiên, đây không phải nhường hắn đổi ý sao? Dù sao, nếu để cho Tử Thiên La cứu chữa Hiên Viên Trảm Tiên, Hiên Viên gia tộc nhất định sẽ thiếu Tử Thiên La một cái nhân tình, vạn nhất Tử Thiên La để Hiên Viên gia tộc ứng phó Tử Thiên gia tộc đây. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Huyền Đạo rơi vào trong trầm tư. Phương pháp này chưa hẳn không thể được, đám người trầm mặc thời khắc. Tử Thiên Y đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên, Tử Thiên La chưa chắc sẽ cứu chữa Trảm Tiên huynh. Không thử một chút làm sao biết đây, thí thần bĩu môi nói. Hắn thấy, chỉ cần không muốn Tiêu Phàm liều mạng, vậy liền không mắc mớ gì tới hắn, thiên hoang hành trình sắp đến, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tử Thiên Y thở sâu, nói Tử Thiên La là ta đại bá, tính cách của hắn ta biết. Ách, Tiêu Phàm cùng thí thần bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dù sao cũng là gặp qua Tử Thiên La hình dạng 10 điểm già nua, có thể so sánh Tử Thiên Hồng còn già hơn rất nhiều. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng Tử Thiên La hẳn là Tử Thiên Y thế hệ cùng thời với ông nội, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là đại bá của hắn, cái kia há không phải chính là phụ thân hắn Tử Thiên Hồng ca ca. Hiên Viên Huyền Đạo trước đó còn nói, Tử Thiên La là đã từng Tử Thiên gia tộc thiếu gia chủ,
đây chẳng phải là nói Tử Thiên Hồng tranh đoạt Tử Thiên La vị trí gia chủ. Tử Thiên La tu luyện một loại bí thuật, mới đem bản thân biến thành dạng này. Tử Thiên Y thông minh hết sức, liếc mắt liền nhìn ra mọi người nghi ngờ. Dừng một chút, hắn lại nói, tất nhiên hắn có thể đủ hại Trảm Tiên huynh, có lẽ hắn liền ở thần đạo cổ thành, vậy thì do ta đi tìm hắn thử xem a. Y nhi, Tử Thiên Hồng sắc mặt đại biến. Cha, không đợi Tử Thiên Hồng nói tiếp, Tử Thiên Y liền ngắt lời hắn, nói thật, hài nhi không tin đại bá giết ra ra. Tử Thiên Hồng sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp lóe chốc lát, lúc này mới thở dài, khoát tay một cái nói, bản thân cẩn thận một chút. Hài nhi biết rõ, Tử Thiên Y gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hiên Viên Huyền Đạo, trịnh trọng nói, Huyền Đạo tiền bối, các ngươi đi trước về đi thôi, Trảm Tiên huynh liền lưu tại Tử Thiên gia tộc, cho ta 7 ngày thời gian. Cái này, Hiên Viên Huyền Đạo do dự, Hiên Viên Trảm Tiên đã chết, nếu là thi thể mất đi, hắn làm sao cùng Hiên Viên gia tộc bàn giao? Do dự cái gì, cùng lắm thì Hiên Viên Trảm Tiên chính là cái chết, cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào sao? Tà Vũ lạnh rên một tiếng nói. Tốt, Hiên Viên Huyền Đạo trịnh trọng gật đầu, Trảm Tiên liền phiền phức Thiên Y công tử. Nói xong, Hiên Viên Huyền Đạo liền mang theo Hiên Viên gia tộc người tại chỗ biến mất. Tử Thiên Hồng nhìn thật sâu Tử Thiên Y một cái, nói, Y nhi, hảo hảo chiêu đãi Tiêu phủ chủ, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Đúng, Tử Thiên Y biết rõ hắn ý của phụ thân, hai chân của hắn hy vọng phục hồi như cũ còn ở Tiêu Phàm trên người đây. Ngược lại là Tiêu Phàm hơi sững sờ, bản thân người phủ chủ này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng hắn nên cũng biết, hẳn là còn chưa tới để Tử Thiên Hồng nghiêm túc đối phó cấp độ, dù cho Hiên Viên Huyền Đạo, hắn cũng không có khách khí như vậy a. Tiêu phủ chủ, chiếu cố không chu toàn, Tử Thiên Hồng để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Tà Vũ, Thí Thần, Cửu U Ma Toan cùng Tử Thiên Y mấy người. Tử Thiên Y, vậy chúng ta cũng cáo từ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cũng chuẩn bị rời đi. Tuy nói hắn cũng rất muốn gặp cái kia Tử Thiên La, mình cùng hắn không oán không cừu, nhưng lại nhiều lần hại bản thân, là đạo lý gì? Bất quá nghĩ đến Hiên Viên Trảm Tiên nguy cơ sớm tối, sinh mạng tạm thời đặt ở vị thứ nhất, mình có thể về sau đang nghĩ biện pháp tìm Tử Thiên La báo thù. Tiêu phủ chủ, các ngươi không cần rời đi. Tử Thiên Y vội vàng nói, hơn nữa, ta xem Tiêu phủ chủ trên người có Tử Thiên La khí tức, giữa các ngươi khẳng định cũng nhất định có nhân quả, lưu lại có lẽ có thể giải quyết. Tiêu Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng hắn lại là có chút ý nghĩ. Mình cùng Tử Thiên La cũng không có làm sao tiếp xúc, thế nào sẽ có khí tức trên thân của hắn đây? Chẳng lẽ là bởi vì Tử Thiên La tấp nập tính toán mình duyên cớ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là quyết định lưu xuống xem một chút, nếu như có thể cùng Tử Thiên La có cái đoạn, đó là không thể tốt hơn nữa. Tử Thiên Y không có giải thích, mà là đi đến Hiên Viên Trảm Tiên trước người, xòe bàn tay ra, lấy ra một khối bạch sắc ngọc bội trạng đồ vật. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Đây không phải đơn giản ngọc bội, ngược lại thật giống một cái nắp, phía trên phủ đầy vô số đường vân, dường như tự nhiên. Đây là vật gì? Đứng ở cách đó không xa Thí Thần nghi ngờ nói, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cũng lộ ra vẻ tò mò. Huyền văn âm dương ấn, mà lúc này, một mực uể oải nằm dưới đất Cửu U Ma Toan đột nhiên đứng dậy, toàn thân lông tóc dựng đứng, vẻ mặt phòng bị hướng về Tử Thiên Y trong tay bạch sắc ngọc bội. Cái gì huyền văn âm dương ấn? Tiêu Phàm lập tức cũng hứng thú, thấp giọng hỏi. Cửu U Ma Toan đều có thể liếc mắt nhận ra, hơn nữa còn trịnh trọng như vậy việc, nghĩ đến thứ này lai lịch không đơn giản. Các ngươi nhìn đồ vật như cái gì? Cửu U Ma Toan ngữ khí hết sức ngưng trọng. Như cái gì? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong đầu bỗng linh quang lóe lên, nói có vẻ như giống xác rùa đen, bất quá thiếu mất một nửa. Xác rùa đen. Thí Thần cùng Tà Vũ nghe nói như thế, lộ ra mấy phần hồ nghi, nhìn kỹ mà nói, thứ này thật đúng là có mấy phần giống xác rùa đen. Không sai, đây chính là xác rùa đen. Lúc này, Cửu U Ma Toan cho mấy người câu trả lời khẳng định, dừng một chút, lại hít sâu một cái nói, bất quá, đây cũng không phải là thông thường xác rùa đen. Nói nhảm, phổ thông xác rùa đen sẽ có đáng sợ như vậy khí tức. Thí Thần trợn trắng mắt. Đáng sợ sao? Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu dáng vẻ.
hai người chẳng qua là cảm thấy cái này bạch ngọc mai rùa có chút đặc thù, nhưng căn bản không cảm nhận được cái gì khí tức đáng sợ a. À, chẳng lẽ là mình hai người tu vi quá thấp, cho nên không cảm ứng được. Thí thần cùng cửu U Ma Toan, không khỏi trợn trắng mắt. Cửu U Ma Toan đồng thời giải thích nói, đây chính là huyền vũ chi tổ mai rùa, người nói có đáng sợ hay không? Huyền vũ chi tổ, Tiêu Phàm yên lặng, huyền vũ tộc thế nhưng là bây giờ thái cổ thần giới đệ lục đại chủng tộc a, huyền vũ chi tổ, vậy đến đầu cũng không phải bình thường kinh khủng. Trước mắt cái này bạch ngọc mai rùa, dĩ nhiên là huyền vũ chi tổ. Vậy cái này tử thiên gia tộc địa vị, có vẻ như cũng lớn đến đáng sợ a. Huyền vũ chi tổ trước khi chết, nó mai rùa bị hắn lấy cuối cùng sinh mệnh rèn luyện, dung luyện thành huyền văn âm dương ấn, cũng nói là tổ quy huyền văn ấn. Cửu U Ma Toan giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, hắn mặc dù không phải lịch cổ 10 đại pháp bảo, nhưng lại so lịch cổ 10 đại pháp bảo còn muốn thần bí cùng chân quý. Huyền văn âm dương ấn có su cát tị hung sao thích hên tránh xấu, hiệu quả, bất quá đây chỉ là huyền vũ chi tổ vỏ rùa nửa bộ phận trên, loại hiệu quả này cũng giảm bớt đi nhiều. Bên trên bộ phận bạch ngọc mai rùa cũng nói là dương ấn, truyền văn, kỳ âm ấn chính là hắc sắc, cùng dương ấn hắc bạch phân minh, cũng không biết thật giả. Nếu như không phải ta đã từng thấy qua, hơn nữa cảm thụ qua trong đó tin tức, ta cũng chưa chắc có thể nhận ra, không nghĩ tới cách xa nhau dài như vậy tuế nguyệt, còn có thể gặp được nó. Tiêu Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Mà Tà Vũ lại là nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều cửu U Ma Toan một cái. Tiêu Phàm này tỏa kỵ ngữ khí làm sao lại giống một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật đây. Nghĩ nghĩ, hắn cũng bổ sung một câu, ta nghe sư tôn nói, tử thiên gia tộc địa vị rất lớn, khả năng cùng biến mất thiên nhân tộc có quan hệ, bây giờ xem ra, tử thiên gia tộc xác thực thần bí. Thân làm thiên khí chi nhân, khó trách hắn có thể sống đến bây giờ, nguyên lai trên người hắn còn có như thế bảo vật. Tiêu Phàm trong lòng có đáp án. Tử thiên y thân làm thiên khí chi nhân, sống đến bây giờ thì cũng thôi đi, còn đột phá đến thánh đế cảnh, đây nếu là những người khác, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng trên người hắn cái này huyền văn âm dương ấn, lại là có được xu thế cắt hiệu quả, thân làm thần soán sư tử thiên y càng là có thể khống chế vận dụng, sống đến bây giờ cũng thì chẳng có gì lạ. Hắn đang làm gì, cũng đúng lúc này, thí thần đột nhiên thấp giọng hô lên tiếng. Làm Tiêu Phàm mấy người quay đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy tử thiên y đang ở chậm rãi đập huyền văn âm dương ấn, phía trên phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy, dễ nghe êm tai. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không đủ để thí thần kinh ngạc, để thí thần khiếp sợ như vậy chính là, cái kia bạch ngọc mai rùa bên trên, mấy cái xuất hiện từng đầu vết rạn. Liền bể nát, giả a, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Không phải nói huyền văn âm dương ấn so lịch cổ 10 đại pháp bảo còn chân quý hơn sao? Tại sao như vậy liền hỏng? Tà Vũ cũng kinh ngạc hết sức. Thân làm thí thần đồ đệ, hắn thứ gì chưa thấy qua, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không kém gì lịch cổ 10 đại pháp bảo đồ vật, dễ dàng như vậy bị mở bung ra. Thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm nói tới, đây là giả. Huyền văn âm dương ấn xác thực so 10 đại lịch cổ pháp bảo chân quý, có thể cũng không đại biểu hắn so 10 đại lịch cổ pháp bảo cứng rắn và cường đại. Cửu U Ma Toan giải thích nói. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm tử thiên y, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, đem cái kia bạch ngọc mai rùa đoạt tới. Huyền văn âm dương ấn, nếu là dạng này bị hủy, vậy thì thật là phí của trời. Tiêu Phàm mấy người cũng lộ ra nghi hoặc, bất quá lại không có tiến lên. Tử thiên y bản thân đều không để ý huyền văn âm dương ấn phá toái, bọn họ coi như quan tâm vậy thì như thế nào, thứ này cũng không phải bọn họ. Chỉ là bọn hắn không minh bạch. Tử thiên y làm như thế, lại là vì cái gì? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết rõ. Chỉ thấy tử thiên y chậm rãi đập bạch ngọc mai rùa phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Tử thiên y thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt của hắn thủy chung hướng về chân trời, tựa như đang đợi cái gì. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, giờ phút này màn đêm đã chậm rãi giáng lâm. Một đạo áo bào tím thân ảnh chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở không trung. Tiêu Phàm, thí thần cùng Tà Vũ ba người trước tiên lộ ra vẻ đề phòng, vẻ mặt âm trầm nhìn xem trên bầu trời áo bào tím thân ảnh. Tử Thiên La, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống,
hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến. Mà lúc này, Tử Thiên Y lại là đình chỉ gõ đánh bạch ngọc mai rùa, đột nhiên cúi đầu hướng về phía không trung hơi hơi thi lễ nói, gặp qua đại bá. Đường đường Tử Thiên gia tộc thiếu gia chủ, đối ta một cái phản đồ hành lễ, cũng không sợ người khác chê cười sao. Tử Thiên La nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí 10 điểm bình thản, không có bất kỳ cái gì ý trào phúng. Coi như ngươi là phản đồ, người ta huyết thống là sai không được, huống chi, ta cũng không tin ngươi giết ra ra. Tử Thiên Y lắc lắc đầu nói, huống hồ, không có đại bá, ta cũng sớm đã chết. Tử Thiên La cái kia lãnh đạm con ngươi bên trong, hiện lên một vòng nhu hòa, có lẽ cũng chỉ có nhìn thấy bản thân đứa cháu này, hắn mới sẽ không quá mức đề phòng. À, ngươi ngày đó không phải ước gì ta chết sao? Tử Thiên La rất nhanh lại khôi phục lạnh như băng bộ dáng. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Tử Thiên La, hắn cũng nhớ kỹ ngày đó bản thân miêu tả ra Tử Thiên La khuôn mặt lúc, Tử Thiên Y phản ứng đầu tiên chính là cái này phản đồ tại sao còn không chết. Tiêu Phàm lúc trước cho rằng Tử Thiên Y thực đối Tử Thiên La hận thấu xương đây, nhưng bây giờ một màn này, lại là hoàn toàn tương phản. Tử Thiên Y lại là đắng chát cười một tiếng, lại là không có giải thích cái gì. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu như không làm như vậy, tránh không được muốn nhiều ra rất nhiều phiền phức. Về phần hiện tại, hắn vì cứu Hiên Viên Trảm Tiên, lại cũng là không có cách nào tìm đến Tử Thiên La. Bằng không, cho dù hắn không tin Tử Thiên La giết hắn ra ra, phản bội Tử Thiên gia tộc, hắn cũng sẽ không tìm Tử Thiên La tới nơi này. Nói đi, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Tử Thiên La hừ lạnh cũng một tiếng nói. Chất nhi muốn mời đại bá cứu Hiên Viên Trảm Tiên một mạng. Tử Thiên Y hít sâu một cái nói. Ta vì sao phải cứu hắn? Tử Thiên La khinh thường cười một tiếng, nói, muốn cứu hắn. Có thể, đem trên tay ngươi dương ấn cho ta. Tử Thiên Y sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ bản thân những năm này dương ấn mang đến cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu, nếu như không thấy dương ấn, hắn nhất định sẽ rất nhiều nhiều phiền phức. Cứu Hiên Viên Trảm Tiên. Có lẽ có thể lấy được Hiên Viên gia tộc nhân tình, có thể cùng dương ấn tượng so, lại có đáng giá hay không đây? Trong lúc nhất thời, Tử Thiên Y lâm vào trong do dự. Tử Thiên Y, dương ấn không thể cho hắn. Mà lúc này, Tiêu Phàm vội vàng đứng ra, trầm giọng nói. Tiêu Phàm, trên bầu trời Tử Thiên La lúc này mới nhìn về phía xó xỉnh bên trong Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên một tia hí ngược, người mệnh ngược lại là rất cứng, lại nhiều lần cũng chưa chết. Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói như vậy, người thừa nhận nhiều lần giết ta. Vậy thì như thế nào? Tử Thiên La nhíu mày, hắn không cho rằng Tiêu Phàm có đối phó hắn năng lực. Trước đó Tử Thiên Hồng gia chủ nói, người thần soán chi thuật có vẻ như rất lợi hại bộ dáng, vậy có phải đưa cho chính mình tính qua, lần này có thể hay không yên ổn rời đi đây? Tiêu Phàm cười híp mắt nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt. Tử Thiên La chân mày nhíu sâu hơn, thật lâu lúc này mới chậm rãi giãn ra mà ra, khinh thường nói, lão hủ nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Có đúng không? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt bỗng lạnh lẽo. Sau một khắc, hai tay của hắn bỗng kết ấn, đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không đầy trời thần văn lưu chuyển, bỗng nhiên hóa thành từng đạo kết giới, đem Tử Thiên La bao phủ ở bên trong. Trận Pháp Sư, Tử Thiên La tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt đại biến, ngươi chính là vô tận cổ cương cái kia trận pháp sư. Cũng khó trách Tử Thiên La khiếp sợ như vậy, ngày đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến vô tận cổ cương trận pháp đại sư, bố trí một cái siêu cấp trận pháp, bao phủ 800 địa vực A. Mạnh mẽ như vậy trận pháp tạo nghệ, hắn thấy, chí ít cũng là thánh tôn cảnh cường giả. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, cái kia trận pháp sư, lại chính là Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm. Chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ A. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm không ngừng đánh võ ấn, kết giới nhất trọng điệp ra, hư không đều bị gắt gao phong cấm. Tiêu Phàm tin tưởng, dù cho bán bộ thánh tôn cảnh nghĩ phá mở hư không chạy trốn, đều là không khả năng. Trừ phi, Tử Thiên La là thánh tôn cảnh cường giả. Tử Thiên La nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chỉ cần Tử Thiên La có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Không nói Hiên Viên Trảm Tiên mối thù, Tử Thiên La lại nhiều lần ra tay với hắn,
bây giờ thật vất vả chờ đến cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Có ý tứ, Tử Thiên La đột nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tử Thiên Y nói, Tử Thiên Y, suy tính như thế nào? Không cần vọng tưởng, hắn sẽ không cho. Tiêu Phàm không cho Tử Thiên Y mở miệng cơ hội. Mặc dù hắn không biết Tử Thiên La vì sao muốn có được Dương Ấn, nhưng Tiêu Phàm có loại bản năng cảm giác, không thể để cho hắn thành công. Tử Thiên La lại là không buồn không giận, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tử Thiên Y. Tử Thiên Y nhìn Tiêu Phàm một cái, trầm tư chỉ chốc lát sau mới nói, Dương Ấn có thể cho ngươi, nhưng ta cần ngươi trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, Tử Thiên La tựa như đã sớm đoán được Tử Thiên Y sẽ nói như vậy đồng dạng, không chút nghĩ ngợi nói. Tử Thiên Y mặt âm trầm, con ngươi đều trở nên có chút đỏ lên, cơ hồ gần từng chữ một, huyền văn âm Dương Ấn âm ấn, phải chăng trong tay ngươi? Cái này sao? Tử Thiên La đột nhiên lật ra bàn tay. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mai hắc sắc ngọc bội, không, chuẩn xác mà nói là hắc ngọc quy sắc. Nếu như tử tế quan sát, có thể phát hiện, trong tay hắc ngọc quy sắc cùng Tử Thiên Y trong tay bạch ngọc quy sắc, hoàn toàn có thể ăn khớp. Hiển nhiên, hai cái này hợp lại cùng nhau, mới thật sự là huyền văn âm dương ấn. Nói như vậy, ra ra thật là ngươi giết, Tử Thiên Y ngữ khi biến phải âm trầm. Sâu trong nội tâm hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng sự thật này, dù sao năm đó không phải tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ nhìn thấy âm ấn, đã đủ để chứng minh Tử Thiên La giết hắn ra ra, phải biết, cái này huyền văn âm dương ấn âm ấn, năm đó thế nhưng là bị ra ra hắn luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Ngoại trừ giết hắn ra ra, những phương pháp khác là không khả năng có được. Đây là vấn đề thứ hai. Huống hồ Tử Thiên gia tộc không phải đã sớm như vậy nhận định sao? Tử Thiên La cũng không có giải thích ý tứ, hắn cũng không quan tâm người khác làm sao nhìn hắn. Tốt, Dương Ấn có thể cho ngươi, nhưng ngươi trước hết cứu chữa tốt Hiên Viên Trảm Tiên. Tử Thiên Y ngưng tiếng nói, trong giọng nói của hắn mang theo nồng nặc sát ý, chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Hắn Tử Thiên Y mặc dù danh xưng Tử Thiên gia tộc vạn năm khó gặp thiên tài, có thể Tử Thiên La mới là Tử Thiên gia tộc công nhận mạnh nhất thần soán sư. Hắn hiện tại, tuyệt không có khả năng là Tử Thiên La đối thủ. Ta cứu không được hắn. Tử Thiên La không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định nói, bất quá, ta có thể xóa đi trong cơ thể hắn tước mệnh chi khí. Tử Thiên Y ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi có thể cho hắn, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Dương Ấn nếu để cho hắn, ngươi có thể sẽ chết. Tử Thiên Y nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Nếu như người khác nói như vậy, Tử Thiên Y đoán chừng đã sớm bạo nộ rồi, nhưng Tiêu Phàm mở miệng, Tử Thiên Y trước tiên lựa chọn tin tưởng. Nói năng bậy bạ, Tử Thiên La khịt mũi coi thường, nói, Dương Ấn dĩ nhiên có thể xu thế cát, nhưng rời đi âm ấn, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, không thấy Dương Ấn lại làm sao biết chết. Cửu U Ma Toan cùng Tà Vũ cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tiêu Phàm mà nói. Tiêu Phàm lại là không vội, ngược lại chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi sao không thành toàn Tử Thiên Y, đem âm ấn cho hắn đây? Ta nghĩ, không thấy âm ấn, ngươi cũng có thể sẽ chết đi. Người khác không nghe ra Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, nhưng Tử Thiên La lại là kinh ngạc hết sức, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là mặt ngoài coi như bình tĩnh. Hừ! Tử Thiên Y lạnh rên một tiếng, bỗng hất lên áo bào chuẩn bị rời đi. Ong ong lúc này, bốn phía hư không quang mang đại thịnh, từng đạo kết giới gắt gao áp chế Tử Thiên La. Tiểu tử, người thật sự cho rằng trận pháp này làm gì được ta? Tử Thiên La khinh thường nói, hắn đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng về phía dưới đáp xuống, thẳng đến Tử Thiên Y đi. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng cười lạnh. Mặc dù đây chỉ là thô sơ giản lược bố trí thần văn kết giới, nhưng nếu là bị ngươi dễ dàng như vậy phá giải, đó cũng quá mất mặt. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lại là bỗng nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin. Chỉ thấy Tử Thiên La chân đạp quỷ dị bộ pháp ở thần văn kết giới bên trong xuyên loạn, hư không lưu lại vô số tàn ảnh. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Tử Thiên La thân thể vậy mà xuyên qua thần văn kết giới, xuất hiện ở Tử Thiên Y trước người. Hồ lúc này, Tiêu Phàm, Thí Thần cùng Tà Vũ ba người đồng thời xuất thủ, lăng lệ công kích xuyên qua Tử Thiên La thân hình. Nhưng mà,
thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thành một làn khói mù biến mất ở hư không, Tử Thiên La sớm đã không thấy bóng dáng, đồng thời không thấy, còn có Tử Thiên Y trong tay dương ấn. Hư không chỉ có một đạo thanh âm khàn khàn như trước đang quanh quẩn, tiểu tử, không muốn quá tự cho là đúng. Thật nhanh, thí thần trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tin, nhìn về phía vẫn như cũ vẻ mặt kinh ngạc Tiêu Phàm nói, lão đại, quá mất mặt. Vậy mà nhường hắn chạy trốn. Đúng vậy a, mất mặt. Tiêu Phàm thật lâu từ ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần, đắng chát cười nói. Cái này có gì mất mặt, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể ngăn được một cái thánh tôn cảnh hay sao? Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng từ một bên vang lên. Thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn họ có loại phỏng đoán này, có thể chân chính xác nhận, trong lòng vẫn là không bình tĩnh. Lão đại, hắn nếu thật là thánh tôn cảnh, vậy hắn trước đó muốn giết ngươi. Thí thần thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra một trận hoảng sợ. Tiêu Phàm nhíu mày, ngưng tiếng nói cách khác, hắn một mực không nghĩ tới tự tay giết chết ta. Hoặc là không nghĩ tới muốn giết ta. Tiêu Phàm tự nhận là thực lực không tệ, còn không tới cuồng vọng cùng thánh tôn cảnh xoay cổ tay cấp độ. Lấy Tử Thiên La thực lực, muốn giết chết một cái thánh đế cảnh tu sĩ, cực kỳ dễ dàng. Hẳn là dạng này, thí thần gật gật đầu. Tiêu Phàm khẽ thở phào, bất quá vẫn như cũ có chút không cam lòng nói, cho dù là thánh tôn cảnh, muốn tùy tiện phá mở ta thần văn kết giới, cũng hẳn là sẽ không như thế nhẹ nhõm a. Tiêu phủ chủ, người đừng quên. Trong tay hắn có được âm ấn, có thể tránh đi hung hiểm, muốn đi ra thần văn kết giới, sẽ không quá khó. Một bên Tử Thiên Y khổ sở lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm biết rõ, Tử Thiên Y trong lời nói có an ủi hắn ý tứ, bất quá, hắn cũng biết, mình ở chân chính thánh tôn cảnh trước mặt, vẫn là quá yếu. Không nói Tử Thiên La, chính là Phong Lưu Vân cùng Lâm Nho bọn họ, Tiêu Phàm đơn đả độc đấu, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như không phải bên cạnh hắn có cửu U Ma Toan ở, hắn cũng sẽ không cùng Lâm Nho mạnh mẽ chống đỡ. Tử Thiên Y, người cái kia dương ấn, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Bị hắn cầm đi, Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng, nói, bất quá cũng tốt, những năm này ta cũng quá mức ỷ vào dương ấn, đối ta chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn rất muốn nói cho Tử Thiên Y. Ngươi nếu như không dựa dẫm dương ấn mà nói, có thể chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Tiêu phủ chủ, làm phiền ngươi đi xem một chút Trảm Tiên huynh như thế nào. Tử Thiên Y lại vội vàng nói, tất nhiên hắn cầm đi ta dương ấn, hẳn là sẽ không thể không cứu trị hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi đến Hiên Viên Trảm Tiên bên người, một phen kiểm tra phía dưới, Tiêu Phàm phát hiện, trong cơ thể tước mệnh chi khí, vậy mà thực không thấy. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Tử Thiên La càng thêm kiêng kỵ, loại này thủ đoạn, quá quỷ dị, quả thực có thể lặng yên không một tiếng động muốn người tính mệnh. Đáng tiếc, Hiên Viên Trảm Tiên một cái mạng, chưa hẳn đáng giá Huyền Văn Âm dương ấn. Tà Vũ khẽ thở dài một cái. Đám người cũng âm thầm gật đầu, Huyền Văn Âm dương ấn có thể su cắt tị hung, sao thích hên tránh xấu, bây giờ Tử Thiên La lấy được, bọn họ muốn ứng phó hắn, liền càng thêm khó khăn. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm lại là ý vị thâm trường lắc đầu, nhìn thấy mọi người nhìn về phía hắn, hắn mới nói, Tử Thiên Y tổn thất dương ấn, Hiên Viên gia tộc thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời chưa hẳn không đáng. Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng, nhân tình này, đến cùng có đáng giá hay không, hắn hiện tại cũng vô pháp xác định. Về phần về sau phát sinh cái gì, cũng không trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát. Vừa nhìn về phía Tà Vũ nói, đồng dạng, Hiên Viên gia tộc cũng thiếu nợ ta một cái nhân tình, ngươi không phải nói muốn ta đi hỗ trợ sao, đến lúc đó kêu lên Hiên Viên Trảm Tiên, hy vọng hẳn là càng lớn. Hắn, Tà Vũ vẻ mặt không tin nhìn xem nửa chết nửa sống Hiên Viên Trảm Tiên. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là đi đến Hiên Viên Trảm Tiên một bên, trong nháy mắt một điểm, một đạo sinh cơ rót vào Hiên Viên Trảm Tiên thể nội. Chỉ một thoáng. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Hiên Viên Trảm Tiên thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, hắn khí thế trên người không ngừng tăng vọt, trong sân nhấc lên năng lượng cường đại khí lãng. Sống, thí thần bọn họ kinh ngạc nhìn trên đất Hiên Viên Trảm Tiên, khó nén khiếp sợ trong lòng. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này.
Tà Vũ ánh mắt sáng quắc hướng về cách đó không xa Hiên Viên Trảm Tiên, cũng không quay đầu lại nói, Hiên Viên gia tộc trả ngươi nhân tình, mà ta lại nhiều thiếu ngươi một cái nhân tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nhân tình, so Hiên Viên gia tộc càng đáng giá tiền? Có lẽ vậy, Tiêu Phàm lơ đễnh nói, huống hồ, coi như Hiên Viên Trảm Tiên hỗ trợ, Hiên Viên gia tộc còn một cái nhân tình, cũng còn thiếu nợ ta một cái nhân tình. Tà Vũ nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, lại không nói nữa. Tiêu Phàm biết rõ, Tà Vũ đoán chừng cũng nhìn ra Hiên Viên Trảm Tiên thể chất đặc thù, bằng không hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu phủ chủ, lúc này, Tử Thiên Y đột nhiên mở miệng nói. Tử Thiên Y, ngươi vẫn là gọi ta danh tự A. Tiêu Phàm cười cười, đi ra khỏi nhà, hắn một dạng không lấy phủ chủ tự cho mình là, huống chi, bọn họ sắp tiến về thiên hoang, đến nơi đó, hắn chỉ là một cái bình thường thái cổ thần giới tu sĩ mà thôi. Tử Thiên Y gật gật đầu, nói cái kia, ta cũng chuẩn bị tiến về thiên hoang, có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ. Ngươi cũng muốn đi, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Tà Vũ lại là hết sức kinh ngạc nói, không phải nói Tử Thiên gia tộc có quy củ, Tử Thiên gia tộc người không thể tiến về thiên hoang sao? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Tử Thiên gia tộc vẫn còn có quy củ như vậy. Quy củ là sẽ biến đổi, không phải sao? Tử Thiên Y cười lắc đầu. Ngay sau đó có chút mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn rất muốn hỏi Tiêu Phàm, có biện pháp hay không chữa cho tốt hắn hai chân. Nhưng nghĩ nghĩ, lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra. Hắn tin tưởng, mình nếu là trở thành Tiêu Phàm bằng hữu, khi đó không cần hắn hỏi, Tiêu Phàm cũng sẽ chủ động nói, nếu như Tiêu Phàm thật có năng lực trị hết. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, Tiêu Phàm nhún nhún vai. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ còn quan tâm Tử Thiên Y thiên khí chi nhân thân phận, nhưng Tiêu Phàm, chính hắn cũng là thiên đấu chi nhân, chỗ nào còn sẽ sợ bị thiên khí chi nhân liên lụy đây. Mấy người trò chuyện vài câu, Tiêu Phàm nhìn thấy Hiên Viên Trảm Tiên khí tức trên thân chậm rãi bình ổn xuống tới, liền mang theo thí thần bọn họ rời đi Tử Thiên gia tộc. Võ đạo tiệc trà đoán chừng còn không có kết thúc, nhưng bọn hắn đã mất đi hứng thú, cũng không có tiến về. Cùng Tà Vũ cáo biệt, Tiêu Phàm ba người liền về tới chỗ ở. Ngày thứ hai, Hiên Viên Trảm Tiên đã tỉnh lại, hơn nữa tự thân lên cửa cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên sách đầy miệng thần ma táng thổ sự tình, Hiên Viên Trảm Tiên ngược lại là không có cự tuyệt. Làm Hiên Viên Trảm Tiên rời đi về sau, Tiêu Phàm liền lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, không ngừng hoàn thiện trưởng chung thời không. Thời gian nhanh chóng sói mòn, thăng thiên lễ mừng rốt cục đến. Tiêu Phàm giữa trưa mới từ trong nhập định tỉnh lại, vội vàng mang theo thí thần cùng cửu U Ma Toan chạy tới Hiên Viên gia tộc Thiên Cung. Một mảnh rộng lớn quảng trường phía trên, sớm đã người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, có thể đạt tới nơi này, chỉ ít cũng là thánh đế cảnh tu vi, có nam có nữ, trẻ có già có. Nhỏ khả năng không đến trăm tuổi, giống như Tiêu Phàm đồng dạng, mà lão, lại là nhìn không ra tuổi tác, nhưng trên người đã nhiều hơn một loại khí tức mục nát. Đoán chừng khoảng cách thiên nhân ngũ suy cũng không xa. Dù vậy, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhân tộc thánh đế cảnh tu sĩ, vậy mà có nhiều như vậy, chí ít cũng có 2-3 ngàn người. Không cần kỳ quái, sở dĩ có nhiều người như vậy, là bởi vì có ít người biết rõ lại không tiến về thiên hoang tìm kiếm đột phá cơ hội, liền phải chết thật. Chẳng biết lúc nào, Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm ngâm nói. Vì sao có nhiều người như vậy không nguyện ý tiến về thiên hoang đây? Tiêu Phàm nhìn xem những cái kia hình thái còng xuống, già nua vô cùng thân ảnh, rơi vào trong trầm tư. Những người này, có đã nhanh muốn thiên nhân ngũ suy, coi như tiến về thiên hoang cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ khí huyết bại hoại, khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách xa một bước, đến thiên hoang, cũng cơ hồ là không thể nào lại có đột phá. Có lẽ... bọn họ cuối cùng ôm một điểm cuối cùng huyễn tưởng mà thôi. Người đều là có tư tâm, không phải sao? Tà Vũ thần sắc đạm mạc, thật không có trào phúng những người kia, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, bọn họ có ít người có lẽ là tham sống sợ chết, có thể là không nỡ quyền thế, cũng có là không yên lòng hậu bối. Dừng một chút, Tà Vũ lại nói các loại các dạng nguyên nhân, để một số người từ bỏ tiến về thiên hoang cơ hội, một mực dừng lại ở thánh đế cảnh. Mà bây giờ, bọn họ khả năng bởi vì tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, cũng có khả năng bởi vì gia tộc đã đầy đủ cường đại, cũng có khả năng là coi nhẹ quyền lực.
Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, bọn họ rốt cục thanh tỉnh, bản thân trên vai còn có một phần trách nhiệm, tiến về thiên hoang, tiến vào ma quật, thừa dịp trước khi chết, chém giết vài đầu dị ma, tận một tấn trách đảm nhiệm. Tà Vũ mà nói không phải rất êm tai, nhưng nói cũng là sự thật. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhìn thấy bốn phía vẫn như cũ còn có không ít người chạy đến, trên quảng trường nhân số cũng đang không ngừng tăng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 4.000, 5.000. Tiêu Phàm ngay từ đầu kinh ngạc, chậm rãi bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn phát hiện, ở đây tu sĩ, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ 10 điểm thưa thớt, đại bộ phận cũng là lão niên tu sĩ. Thật chẳng lẽ phải chờ tới lão, thọ nguyên gần, mới nghĩ đến tiến về thiên hoang sao? Như thế, đoán chừng cùng chịu chết không hai. Đúng rồi, ta nhìn một chút, có vẻ như không phải mỗi người đều có mời thiếp, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm vừa nghi ngờ nói. Có được mời thiếp người, có thể không cần tham gia vòng thứ nhất khảo hạch. Tà Vũ giải thích một câu, ngay sau đó nhìn cách đó không xa một cái lão niên tu sĩ nói, có ít người, đã từng có cơ hội tiến vào thiên hoang, lại bản thân từ bỏ cơ hội. Hiện tại lại muốn vào đi, thật sự cho rằng thiên hoang là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi địa phương sao? Bọn hắn huyết khí cùng thực lực nếu như không đạt tiêu chuẩn, chính là bị khu trừ, lưu tại thái cổ thần giới chờ chết. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, giờ mới hiểu được mời thiếp tác dụng. Những cái kia không có mời thiếp người, là cần tham gia thiên hoang khảo hạch. Những cái kia thánh đế cảnh trung hậu kỳ, coi như huyết khí suy yếu, có thể tiến về thiên hoang, ít nhiều cũng có thể chém giết một chút dị ma a. Theo lý thuyết, không cần thiết đào thải bọn họ a. Thí thần nghi ngờ nói. Tiêu Phàm cũng lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Tà Vũ. Tà Vũ trầm ngâm chốc lát. Mới nói ta nghe sư tôn nói qua, huyết khí suy yếu, tiến vào ma quật, khả năng nhận dị ma mê hoặc, phản bội thái cổ thần giới. Nói đến đây, Tà Vũ thanh âm giảm thấp xuống không ít, truyền âm nói, dù sao, những người này vốn chính là hạng người ham sống sợ chết, ý chí không thế nào kiên định, cùng phản bội thái cổ thần giới, còn không bằng để bọn hắn lưu tại thái cổ thần giới. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ nhất định liền sẽ phản bội. Chỉ có thể nói bọn họ phản bội cơ hội lớn hơn một chút, bởi vì bọn hắn thọ nguyên gần, mà dị ma đã có để bọn hắn tiếp tục sống tiếp biện pháp. Tiêu Phàm cùng thí thần sáng tỏ thông suốt, thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Thiên hoang loại này cân nhắc ngược lại có chút đạo lý, ở tử vong trước mặt, có ít người là sẽ sợ hãi, nhất là những cái kia người tham sống sợ chết. Nếu như dị ma dẫn dụ những cái kia người tham sống sợ chết, có rất lớn hy vọng có thể thành công. Đúng rồi, các ngươi về sau nếu như tiến về ma quật, đừng tưởng rằng cũng là thiên hoang hoặc là thái cổ thần giới người, liền tin tưởng đối phương, ở ma quật, chỉ tin tưởng mình. Tà Vũ lại trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở nói. Tiêu Phàm cùng thí thần trọng trọng gật đầu, này ma quật, có vẻ như so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, rất nhiều người vẻ mặt khẩn trương chạy đến, sau đó lại cô đơn rời đi. Cái kia lão ẩu không phải thánh đế cảnh đỉnh phong sao, làm sao cũng bị đào thải. Thí thần chỉ nơi xa một đạo còng xuống thân ảnh nói. Người cảm thụ một chút nàng khí huyết, Tà Vũ híp hai mắt, nói, rất yếu a, đoán chừng cũng liền so bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ mạnh một chút mà thôi. Nói cách khác, nàng sắp phải chết, thí thần yên lặng. Tà Vũ gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt quang mang, lúc này, nếu là có dị ma nói cho nàng. Nàng có thể sống thêm vài vạn năm, người nói nàng sẽ làm thế nào? Phản bội, thí thần thở sâu, mặc dù hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng hắn nội tâm nhưng lại không thể không tiếp nhận. Không nói người khác, liền là chính hắn, nếu như lúc sắp chết, có người nói cho hắn có biện pháp sống lâu vài vạn năm, chính hắn đoán chừng đều sẽ dao động trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là mỗi người đều ý chí kiên định, nhất là ở sinh tử trước mặt. Một cái thánh đế cảnh đỉnh phong phản bội, nếu như hắn khí huyết khôi phục lại đỉnh phong, chém giết thánh đế cảnh trung hậu kỳ, các ngươi nói như vậy sẽ như thế nào? Tà Vũ lại hỏi. Đồ sát, thí thần thở sâu, chỉ cần không gặp thiên tài cấp bậc nhân vật, mặt khác cấp thấp tu sĩ đoán chừng đều chỉ có bị nàng tàn sát phần. Không sai, mặc dù nàng không nhất định phản bội, nhưng khả năng này vẫn rất lớn, thiên hoàng có thể làm, chính là đem khả năng này tận lực giảm xuống. Hoặc là bài xuất bên ngoài.
Tà Vũ lại bổ sung một câu. Nếu như nàng ở vừa mới đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong thời điểm liền tiến vào thiên hoang, đoán chừng lại là một chuyện khác a. Tiêu Phàm cũng nhịn không được thở dài. Tại đột phá thánh tôn cảnh trước đó, thái cổ thần giới tu luyện so ở thiên hoang dễ dàng hơn rất nhiều. Một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, thậm chí thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn lưu tại thái cổ thần giới, đây là 10 điểm bình thường, không có người sẽ xem thường hắn. Nhưng một cái thánh đế cảnh đỉnh phong người, tiếp tục lưu lại thái cổ thần giới, cơ hồ chỉ có thể chậm rãi suy sụp, cuối cùng không cách nào đột phá mà đứng trước tử vong. Đây không phải tham sống sợ chết thì là cái gì chứ? Dù sao, ở thái cổ thần giới, cũng không phải là mỗi người cũng như Tử Thiên La một dạng, có thể đột phá thánh tôn cảnh. Nếu như bà lão kia tại đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong thời khắc, thừa thế xông lên tiến vào thiên hoang, có lẽ đã sớm đột phá thánh tôn cảnh, như thế nào lại nhanh như vậy thiên nhân ngũ suy đây? Bọn họ không đáng đồng tình, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tà Vũ lắc đầu, nói con đường này là chính bọn hắn tuyển, lại có thể trách được ai đây? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm tính toán. Vô tận cổ cương thánh đế cảnh tu sĩ cũng không ít, chờ bọn hắn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, xem ra vẫn có tất yếu để bọn hắn tiến vào thiên hoang lịch luyện. Võ đạo chi lộ, không tiến tắc thối. Để bọn hắn thời gian dài lưu tại thái cổ thần giới, chỉ có thể chậm rãi suy sụp. Tiêu Phàm mấy người lặng lặng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, trên quảng trường tu sĩ không ngừng giảm bớt. Từ bắt đầu 6, 7 ngàn, đạo sau cùng 3 nghìn, dòng dã đào thải một nửa người. Cái kia bị đào thải người, chờ đợi bọn họ cơ hồ chỉ có một loại kết quả, kia liền là tử vong. Cuối cùng cũng bắt đầu, thí thần nhìn thấy một đám người từ đằng xa bay tới, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết cùng chờ mong. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cũng ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đám người từ đằng xa đạp không mà tới, bọn họ quần áo mặc dù không thống nhất. Nhưng ngược lại là có một đạo giống nhau ấn ký. Ấn ký kia giống một thanh kiếm, lại giống như một chiếc lá. Cái kia tiêu chí gọi đồ ma kiếm, những người này cũng là thiên hoang thần các thánh các tu sĩ. Đồ ma kiếm tiêu chí, truyền văn là đã từng thánh các sáng lập người tùy thân bội kiếm, đại biểu cho một loại ý chí. Tà Vũ tựa như nhìn ra Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, thuận miệng giải thích một câu. Đúng rồi, trước ngươi nói thiên hoang thần các chia làm tam các. Theo thứ tự là cái nào tam các? Tiêu Phàm lại hỏi. Địa các, thiên các cùng thánh các. Tà Vũ nhìn phía xa mấy cái kia tu sĩ nói, địa các bình thường đều là thánh đế cảnh hậu kỳ trở xuống tu sĩ, chúng ta tiến vào, bình thường đều là tiến về địa các. Thiên các, thì là thánh đế cảnh đỉnh phong trở lên tu sĩ mới có tư cách tiến vào, hơn nữa, muốn đi vào thiên các, còn phải cần nhất định khảo nghiệm, dù sao có chút khó khăn, đương nhiên, đối với người ta tới nói. Độ khó kia có thể không đáng kể. Tiêu Phàm bĩu môi, cùng Tà Vũ tiếp xúc lâu như vậy đến nay, hắn phát hiện, Tà Vũ cũng ưa thích khoác lác. Cái kia thánh các đây, Tiêu Phàm xem như không nghe được câu nói sau cùng kia, tiếp tục nói. Thánh các, tự nhiên cũng là thánh tôn cảnh, khoảng cách kia chúng ta còn cách một đoạn, trước không gấp. Tà Vũ khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù hắn linh hồn lực lượng đã đột phá đến thánh tôn cảnh. Có thể nhục thân nghĩ muốn đạt đến như vậy cảnh giới, lại không phải dễ dàng như vậy. 3.118 người, so với ta tưởng tượng nhiều. Lúc này, không trung một thanh âm mở miệng, lại là trước đó cùng Tiêu Phàm từng có mâu thuẫn Lâm Nho. Nói đến đây, Lâm Nho quét mắt đám người, khi nhìn đến Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ phương hướng lúc, ánh mắt dừng lại thêm mấy giây, lại nói, bây giờ còn có ai muốn thối lui ra, còn kịp. Sứ giả đại nhân. Tiến vào thiên hoang phía trước, các ngươi có thể giải đáp chúng ta một chút nghi hoặc sao? Có tu sĩ mở miệng. Có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi lựa chọn lưu lại. Lâm Nho ngữ khí đạm mạc nói, một bộ ngưu khí trùng thiên bộ dáng. Vênh váo cái gì, thí thần bĩu môi, nói ta nếu là thánh tôn cảnh tiền kỳ, một bàn tay liền đem ngươi đánh ngã. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ chỉ là lắc đầu cười một tiếng, bất quá bọn hắn cũng tin tưởng thí thần thực lực. Nếu như đột phá thánh tôn cảnh, bàn tay ở giữa chụp chết Lâm Nho, có lẽ thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Đám người nghe được Lâm Nho mà nói, lập tức thấp giọng nghị luận lên. Cuối cùng, lại có hơn 80 người lựa chọn rời khỏi, bọn họ đối không biết tràn đầy sợ hãi,
cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng bản thân. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia hơn 80 cái thối lui ra người, âm thầm lắc đầu, những người này, sau này đoán chừng 89 phần 10 sẽ đi vào trước đó những cái kia bị đào thải tuổi già tu sĩ theo gót. Hiện tại đều không dũng khí tiến về thiên hoang, về sau góc cạnh mòn hết, liền càng thêm không có dũng khí. Lâm Nho thiên hoang tu sĩ đưa mắt nhìn cái kia hơn 80 cái buông tha tu sĩ rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Cuối cùng còn thừa lại 3.033 người, thú vị con số. Lâm Nho đạm mạc cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một cái hắc bào thanh niên gật đầu nói, Phong sư huynh, có thể. Tiêu Phàm thấy thế, hơi hơi ngoài ý muốn, thanh niên áo bào đen kia không phải chính là Phong Lưu Vân sao? Thấy thế nào bộ dạng này, Lâm Nho đối Phong Lưu Vân có vẻ như rất khách khí a, chẳng lẽ Phong Lưu Vân địa vị so Lâm Nho cao hơn? Tiêu Phàm, tiểu tử kia gọi Phong Lưu Vân, ở Thiên Hoang Thần Các, cũng coi là một nhân vật. Tà Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Có đúng không? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Hoang Thần Các nhân vật có vẻ như cũng không có gì đặc biệt a, lần trước còn không phải bị cha ta treo lên đánh. Nếu như thí thần biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười. Hóa ra ngươi nhà căn bản không đem Phong Lưu Vân để ở trong mắt a. Lên đường đi, lúc này, Phong Lưu Vân nhàn nhạt phun ra hai chữ, bên cạnh hắn còn đứng hai đạo bóng người, chính là lần trước đi theo hắn tiến về vô tận cổ cương Khương Thiếu Trần cùng Khương Vân Yên. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm tồn tại, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ phức tạp. Vừa dứt lời, hư không bỗng chán phóng từng đạo hào quang bên trong hiện lên vô số phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn bình đài. Truyền tống trận, thí thần hơi hơi kinh ngạc, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái kia trên truyền tống trận không gian ba động. Không phải đơn giản truyền tống trận, Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt sáng quắc hướng về cái kia phù văn tạo thành bình đài, đây là thời không khiêu dược đài. Thời không khiêu dược đài. Thí thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền thời không khiêu dược đài đều biết. Tà Vũ hơi hơi ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, giải thích nói, thiên hoang khoảng cách thái cổ thần giới có chút xa xôi, truyền tống trận căn bản truyền tống không đến, dù cho mượn nhờ thời không khiêu dược đài, cũng phải cần tốt mấy ngày. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng tò mò, thiên hoang không có lẽ chỉ là thái cổ thần giới một chỗ bí cảnh sao? Tối đa cũng chính là một cái mặt khác tiểu thế giới, hoặc là đại năng lấy đại thủ đoạn từ thái cổ thần giới bóc ra đi một chỗ địa vực mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng không phải chuyện như thế, thiên hoang khoảng cách thái cổ thần giới cực kỳ xa xôi. Bằng không mà nói, căn bản không cần thiết sử dụng thời không khiêu dược đài. Thiên hoang đến cùng ở đâu? Thí thần kinh ngạc nhìn thời không khiêu dược đài nói. Ta cũng không biết, bất quá ta nghe nhị thúc nói qua. Thiên hoang tên như ý nghĩa chính là thiên chi biên hoang, hẳn là ở thái cổ thần giới đại thế giới này biên giới. Tà Vũ nghĩ nghĩ giải thích nói. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng đối thiên hoang cũng càng ngày càng tò mò. Vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể trở về? Thí thần lại hỏi, đây nếu là đi thiên hoang, vậy sau này chẳng phải là muốn về đến đều không làm được. Muốn về đến thái cổ thần giới, có hai loại phương pháp, một loại là làm nhiệm vụ. Tà Vũ biết gì trả lời đó, nói, liền cùng bọn họ hiện tại một dạng, cử hành cái này cái gọi là thăng thiên lễ mừng, có thể tới thái cổ thần giới. Loại phương pháp thứ hai, thì là dụng công huân điểm hối đoái, thiên hoang công huân điểm là dựa theo chém giết dị ma tính toán, muốn trở lại thái cổ thần giới, tốn hao công huân điểm cũng không nhỏ. Công huân điểm sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm có so đo. Đi thôi. Lại không đi có chút ra hỏa liền phải tìm chúng ta phiền toái. Tà Vũ để lại một câu nói liền đạp không mà lên, hướng về thời không khiêu dược đài lao đi. Tiêu Phủ, Tiêu Phàm, đây là, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên cũng đạp không mà lên. Chúng ta cũng đi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu ra hiệu, mang theo cửu U Ma Toan cùng Thí Thần phi ra. Chốc lát thời gian. 3.033 cái tu sĩ, tất cả đều bước vào thời không khiêu dược đài. Ong ong lúc này, thời không khiêu dược đài bên trên tách ra càng thêm chói mắt hà mang, những phù văn kia tựa như sống lại đồng dạng,
tản ra một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tất cả mọi người ở đây. Thiên Hoàng, ta tới. Rất nhiều người nội tâm trầm thấp gào thét. Sau một khắc, hồng hộc một tiếng, thời không khiêu dược đài trong nháy mắt biến mất ở thần đạo cổ thành không trung. Theo thời không khiêu dược đài biến mất, Tiêu Phàm một chuyến chỉ cảm thấy tiến nhập một mảnh lối đi tối thui, mặc dù có thủ hộ kết giới bảo hộ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ hít thở không thông khí tức. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, Tiêu Phàm lần thứ nhất cảm nhận được loại này nhanh đến tốc độ cực hạn, đây cũng không phải là đơn giản phi hành cùng truyền tống, mà là chân chính vượt giới ghé qua. Nhưng có thể mỗi một cái hô hấp, đều sẽ ghé qua xa khoảng cách. Xuyên thấu qua thủ hộ kết giới, Tiêu Phàm lờ mờ có thể nhìn thấy ngoại vi đen kịt bên trong, có từng đạo điểm sáng, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, điểm sáng biến thành một chút rậm rạp chằng chịt đường cong. Những cái kia cũng là tinh thần thế giới sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Nguyên bản hắn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, có thể so với thời không khiêu dược đài tốc độ mà nói, quá chậm, chậm đến cơ hồ có thể không đáng kể. Thời không khiêu dược đài trong lúc hô hấp tạt qua khoảng cách, đoán chừng có thể so sánh hắn phi hành đã nhiều năm. Thời không tốc độ, quả nhiên mới là nhanh nhất. Tiêu Phàm trong lòng có minh ngộ, trong đầu đột nhiên hiện ra từng tại tu la truyền thừa trông được đến một loại thân pháp. Thời không na di tránh, Tiêu Phàm vẫn cho là tự mình tu luyện nghịch long đăng thiên bộ đã thật nhanh, cho tới bây giờ mới hiểu được, nghịch long đăng thiên bộ ứng phó cùng giai tu sĩ mà nói, xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng đối mặt tuyệt đối áp chế tốc độ, tỉ như thánh tôn cảnh, như trước vẫn là quá chậm. Tuy nhiên thời không na di tránh tương đối tối tăm khó hiểu, nhưng nếu là tu luyện thành công, thời điểm then chốt có lẽ có thể cứu một mạng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, hắn đã làm xong lúc tu luyện không na di tránh chuẩn bị. Hắn vốn liền lĩnh ngộ thời không bổn nguyên lực lượng, bây giờ lại có thể quan sát thời không nhảy vọt, đối với hắn tu luyện thân này pháp có trợ giúp lớn lao. Tiêu Phàm quên hết tất cả, đắm chìm trong loại kia thời không nhún nhảy loại kia huyền diệu trạng thái. Thời gian chậm rãi sói mòn, nháy mắt trôi qua 3 ngày, Tiêu Phàm mới từ loại kia huyền diệu trạng thái bừng tỉnh. Không hổ là so nghịch long đăng thiên bộ còn cao cấp hơn thân pháp, quá khó khăn hiểu. Tiêu Phàm trong lòng đắng chát. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại là phát hiện mình một chuyến đã xuất hiện ở một mảnh hoang vu sa mạc phía trên. Ánh chiều tà chiếu xuống, đem toàn bộ sa mạc chiếu xích hồng như máu. Lờ mờ có thể nhìn thấy, từng tòa cung điện đổ nát tọa lạc tại nơi xa, cung điện đỉnh cao, ngồi xếp bằng từng đạo so như cây khô thân ảnh, dường như yên lặng. Bất quá Tiêu Phàm bọn họ lại là có thể cảm nhận được trên người bọn họ như có như không sinh cơ, cùng đều tiếng hít thở, chứng minh những người kia còn sống. Những người này là, có người nhịn không được mở miệng. Đáng tiếc không có người trả lời, chỉ có Thiên Hoang người, nhìn về phía ánh mắt của những người đó có một tia kính sợ, bất quá cũng có số ít người lộ ra khinh thường. Bọn họ là khổ tu chi nhân, đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, Tà Vũ nhìn qua những cái kia bóng người khô gầy, truyền âm nói, những người này, tư chất bình thường, chỉ có thể hàng năm tháng dài cùng dị ma chém giết, cưỡng ép kích phát tự thân tiềm lực. Bọn họ thuộc về Thiên Hoang thần các, nhưng lại rất ít về Thiên Hoang thần các. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng chỉ ở nơi này doanh địa nghỉ ngơi, đợi thương thế phục hồi như cũ, tiếp tục tiến vào ma quật. Nói đến đây một số người, Tà Vũ cũng ánh mắt phức tạp, nhưng không hề nghi ngờ, những người này cũng là thái cổ thần giới anh hùng, chết trong tay bọn hắn dị ma đếm không hết. Bọn họ giết nhiều như vậy dị ma, có thể trở về Thiên Hoang thần các đổi lấy số lớn tư nguyên a. Thí thần suy nghĩ một chút nói. Có thể, Tà Vũ gật gật đầu. Lại lắc đầu, chỉ là, thông thường tài nguyên, đối với bọn hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ đều gặp được bình cảnh. Thí thần thoải mái, bình cảnh thứ này, cùng thiên phú có quá lớn quan hệ, cũng không phải là tài nguyên có thể đột phá. Liền tựa như thánh tôn cảnh bình cảnh, rất nhiều người cho dù có được số lớn tài nguyên, cũng chưa chắc có thể phóng ra một bước này. Liền tựa như nhân tộc năm đại cổ cương cổ tộc người, lấy bọn họ tài nguyên. Để cho người ta đột phá thánh tôn cảnh khó sao? Không khó, nhưng đột phá thánh tôn cần cảm ngộ bản nguyên chi lực, cái này liên quan đến ngộ tính, cùng tài nguyên có quan hệ nhất định, nhưng quan hệ rất nhỏ. Tốt rồi, tất cả mọi người lần nữa nghỉ ngơi một ngày, sau một ngày, tiến về thần ma táng thổ.
Lâm Nho thanh âm vang lên lần nữa, ở đây, cùng các ngươi nói một chút tiếp xuống quy củ. Đám người nghe vậy, tất cả đều vểnh tai nghe, sợ bỏ qua cái gì. Lâm Nho lăng lệ ánh mắt quét mắt đám người, nửa ngày mới nói, từ giờ trở đi, các ngươi đã không có đường lui, muốn đi vào thiên hoang, đường tắt duy nhất chính là giết đủ nhất định dị ma. Quay đầu mỗi người đến nơi này của ta nhận lấy một khối thân phận bài, đây là các ngươi tiến vào thiên hoang trước đó tạm thời tượng trưng thân phận, cũng tương tự sẽ ghi chép chiến công của các ngươi điểm. Công huân điểm, phần lớn người kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên đều không biết cái gì công huân trị. Tiêu Phàm mặc dù cũng nghe Tà Vũ đề cập tới công huân điểm, hắn cũng đoán được công huân điểm hẳn là chém giết dị ma mà đến, có thể cụ thể làm sao hối đoái, hắn lại không rõ ràng. Chém giết một cái thánh đế cảnh tiền kỳ dị ma, có thể đạt được một điểm công huân. Lâm Nho thanh âm tiếp tục vang lên. Một điểm, đám người nghe nói như thế, tập thể ngạc nhiên. Thánh đế cảnh dị ma, lại làm sao cũng là thánh đế cảnh A, giết chết bậc này cường giả, mới có thể thu được một điểm công huân, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Lâm Nho lại là không để ý mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói chém giết một cái thánh đế cảnh trung kỳ, có thể đạt được 10 điểm công huân, cứ thế mà suy ra, chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma có thể đạt được 1 vạn điểm công huân. Nghe đến đây, mọi người mới âm thầm gật đầu, theo dị ma tu vi gia tăng, công huân chỉ tăng lên mấy lần, vậy cũng coi như là qua được. Cái kia thánh tôn cảnh đây, có người lại hiếu kỳ nói. Chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, liền có thể thu hoạch được 1 vạn điểm công huân, nghĩ đến thánh tôn cảnh, chí ít cũng là 10 vạn cất bước rồi a hát. Lâm Nho nghe vậy lại là khịt mũi coi thường, nói các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể giết chết thánh tôn cảnh dị ma sao? Đông đảo tu vi mặt mo đỏ ửng, đúng vậy a, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn giết chết thánh tôn cảnh dị ma, không khác người si nói mộng. Đó là không có khả năng. Lâm Sư Huynh, xin hỏi chém giết dị ma, như thế nào mới có thể tính toán công huân đây? Lại có người nghi ngờ nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ chém giết dị ma thời điểm, có người hay không ở đây, ai cho bọn hắn tính toán đây? Vạn nhất giết một đầu dị ma, bọn họ cầm một cỗ thi thể, xem như 2 cỗ đây. Vấn đề này hỏi rất hay. Lâm Nho lạnh lùng gật đầu, ngay sau đó bỗng xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện mấy khỏa đá màu đen. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt ngưng tụ ở trên đá màu đen, lại là phát hiện mấy khỏa kia hòn đá màu đen bên trong, có nguyên một đám điểm sáng màu trắng. Đây là mệnh ma thạch, dị ma tu luyện chi pháp, cùng thái cổ thần giới tu luyện chi pháp khác biệt, chúng ta dung luyện mệnh khí cùng số mệnh, ngưng tụ thành mệnh thạch, mà dị ma, lại là dung luyện mệnh ngoại chi khí, ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra ma thạch. Lâm Nho liếc mắt nhìn đám người, tiếp tục nói, một vệt ánh sáng điểm, đại biểu thánh đế cảnh tiền kỳ, ở dị ma bên trong, cũng nói là nhất tinh ma đế, cứ thế mà suy ra, thu hồi mệnh ma thạch, liền có thể đổi lấy công huân điểm. Nếu là mệnh ma thạch không cẩn thận hủy đây, có người hồ nghi hỏi. Hủy, Lâm Nho khinh thường cười một tiếng, nói thứ này có thể so với mệnh thạch, dị thường kiên cố, đừng nói là các ngươi, chính là ta, cũng khó có thể hủy hắn. Đám người ngạc nhiên, không thể tin nhìn xem mấy khỏa kia hắc sắc mệnh ma thạch. Đã như vậy kiên cố, cái kia có thể so với đỉnh cấp vật liệu luyện khí, hồi đoái thành công huân điểm, cũng chưa chắc đáng giá a. Trong đám người có người nói nhỏ. Những người khác nghe vậy, cũng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, kiên cố như vậy thạch đầu, vậy nếu là dùng để luyện khí, vậy khẳng định phẩm giai không thấp, có thể dùng để đổi lấy công huân điểm, lại chỉ muốn đáng thương 1 giờ. 10 điểm, đây cũng quá hàn sầm. Trước kia ta cũng đã nghĩ như vậy, đáng tiếc, trừ bỏ thiên hoang bên ngoài, không người có thể đủ hắn đến luyện khí. Lâm Nho khịt mũi coi thường, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, ở thiên hoang, mệnh ma thạch là cấm mua bán, một khi phát hiện, giết không tha. Đám người nghe nói như thế, không khỏi rụt cổ một cái. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không có mở miệng. Mà là ánh mắt sáng quắc hướng về mấy khỏa kia mệnh ma thạch, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi, thứ này, không phải liền là hắc diện thạch sao? Không sai, cái kia mệnh ma thạch cho Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên, chính là hắc diện thạch. Hắn nhớ kỹ, Tu La Điện truyền thừa, chính là dùng hắc diện thạch bảo vệ, người bình thường muốn hủy đều hủy không được. Chỉ là hắn không minh bạch,
cái này hắc diện thạch đến Lâm Nho trong miệng, vì sao lại trở thành mệnh ma thạch? Để Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, một bên thí thần đột nhiên cho hắn truyền âm nói, lão đại, ta cảm thấy ta có thể thôn vệ mạng này ma thạch. A, à, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Ngươi còn nhớ rõ năng lực của ta sao? Thí thần khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm không khỏi sờ lên bản thân thiếp thân nội giáp, đó là thí thần đưa cho hắn, chính là dùng thế giới chi tâm luyện chế, dị thường kiên cố. Cái này mệnh ma thạch, cùng thái cổ thần giới sinh linh mệnh thạch không sai biệt lắm, chỉ là thái cổ thần giới sinh linh đột phá thánh đế cảnh về sau, mệnh thạch dung luyện thành thế giới chi tâm mà thôi. Thí thần lại giải thích một câu. Quay đầu thử một chút thì biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, việc này không muốn khiến người khác biết rõ, miễn cho nhiều một chút phiền toái. Tiêu Phàm làm sao không biết, nếu như thí thần thân phận bại lộ, đâu chỉ nhiều một chút phiền toái, đoán chừng sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Người khác không làm gì được mệnh thạch, thế giới chi tâm cùng mệnh ma thạch, thí thần lại cùng đập đường đậu đồng dạng, loại này năng lực thật là đáng sợ. Tiêu Phàm, tận lực không nên đánh mệnh ma thạch chủ ý, sư tôn ta nói qua, những vật này, chúng ta cầm một dạng không có tác dụng gì, không bằng hối đoái thành công huân điểm. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần ánh mắt, còn tưởng rằng hai người đang nổi lên cái gì chủ ý xấu. Dừng một chút, hắn lại nói, tên kia nói cũng không sai, mệnh ma thạch giao cho thiên hoang, bọn họ sẽ chế tạo thành áo giáp, chúng ta đến lúc đó cũng có thể hoa công huân điểm mua sắm. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Nếu như không phải là vì cần thiết tài nguyên tu luyện, Tiêu Phàm chắc là sẽ không dùng mệnh ma thạch đi đổi lấy công huân điểm, người khác xác thực không cách nào dùng mệnh ma thạch luyện chế pháp bảo. Nhưng thí thần có thể a. Thí thần nếu như đem lấy được mệnh ma thạch, luyện chế thành từng bộ áo giáp, quay đầu cho vô tận cổ cương tu sĩ vũ trang lên, không nói thiên hoang, chí ít thái cổ thần giới chưa có người có thể địch. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm còn có một chút không nói, hắn cũng không khả năng nói. Kia liền là, bạch sắc thạch đầu bản thân cũng cần rút ra mệnh ma thạch bên trong mệnh ngoại chi khí, miễn cho những cái này bị rút sạch mệnh ngoại chi khí mệnh ma thạch bị những người khác phát hiện. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không giao ra. Tốt rồi, còn có nghi vấn gì không? Lâm Nho tựa như đã không thấy cái gì kiên nhẫn, còn có thể cuối cùng trả lời các ngươi một vấn đề, chúng ta cần bao nhiêu công huân điểm mới có thể thông qua khảo nghiệm? Nếu như không thông qua, có tính hay không đào thải? Có một cái tương đối trẻ tuổi tu sĩ hít sâu một cái nói. 1000 điểm công huân, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Lâm Nho lạnh lùng nói một câu. Từ các ngươi tiến vào nơi đây bắt đầu, các ngươi liền đã không có bất kỳ đường lui nào. Ở trong tự điển của các ngươi, sẽ không lại xuất hiện đào thải hai chữ này, các ngươi nếu là bị đào thải, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, tử vong. Nói đến đây, Lâm Nho trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Trong đám người một cỗ hơi lạnh lặng yên dâng lên, rất nhiều người nhìn không được dùng mình một cái. Tất cả mọi người nhớ kỹ, các ngươi không được đến 1000 điểm công huân. Thành công rời đi thần ma táng thổ, nếu không, liền vĩnh viễn lưu tại bên trong. Lâm Nho lại lạnh lùng bổ sung một câu. Dựa vào cái gì, chúng ta nghĩ rời đi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Ta muốn rời khỏi, Lâm Nho vừa nói xong, một số người lập tức la ầm lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, Lâm Nho trực tiếp lấy tay từ trong đám người nắm lên hai người, tiện tay bóp. Đó là hai cái giả nua tu sĩ, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Lâm Nho bóp vỡ. Xương máu dày đặc tràn ngập tại hư không, dọa đến tu sĩ khác vội vàng ngậm miệng không nói. Ta nói, các ngươi chỉ có hai con đường, thông qua khảo nghiệm, hoặc là tử vong, còn có ai nghĩ thối lui ra không? Lâm Nho ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, để đám người có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Những cái kia kêu gào tu sĩ vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Lâm Nho, sợ bị Lâm Nho diệt sát. Tiêu Phàm mặc dù khó chịu Lâm Nho bá đạo, nhưng hắn giờ phút này nhưng có chút tán đồng hắn cử động, trước đó đã cho qua bọn họ cơ hội, nhưng bọn hắn lại như cũ lựa chọn tiến vào. Hiện tại đã tới nơi này, lại nghĩ đến rời khỏi, thật sự coi chính mình là tới du lịch hay sao? Giờ phút này, Lâm Nho để những người này minh bạch thiên hoang cùng ma quật tàn khốc, mới là thực tế nhất, nếu không chờ đến trong động ma. Cơ bản chỉ có tử vong kết cục. Tất nhiên không có người lui ra ngoài, cái kia các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi,
ngày mai đưa các ngươi tiến vào thần ma táng thổ. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một mực trầm mặc không nói. Phong Lưu Vân đột nhiên lãnh đạm phun ra một câu. Dứt lời, Phong Lưu Vân quay người rời đi, chỉ có một đạo lãnh đạm thanh âm quanh quẩn. Có lẽ các ngươi cảm thấy nơi này rất tàn khốc, có thể sự thật chính là như thế, thế giới của võ giả, chỗ nào cũng là mạnh được yếu thua. Lâm Nho đám người lạnh lùng nhìn xuống Phương tu sĩ một cái, cũng đi theo rời đi. Tàn khốc sao? Tiêu Phàm nhìn qua Phong Lưu Vân bọn họ rời đi bóng lưng, nhất thời có chút thất thần. Có lẽ đúng là tàn khốc, thiên hoàng cũng tốt, thái cổ thần giới cũng được, cái nào tu sĩ trên tay không tiêm nhiễm những sinh linh khác máu tươi đây? Hắn Tiêu Phàm càng là như vậy, hắn dính máu tươi, đã có thể ngưng tụ thành sông. Một tướng công thành vạn cốt khô, dưới chân của hắn, đâu chỉ vạn cốt, giờ khắc này, Tiêu Phàm nỗi lòng ngàn vạn. Chúng ta ở nơi này chờ cái gì? Thí thần nhìn xem bốn phía huyên náo đám người hỏi, cùng lưu lại nơi này, còn không bằng lập tức tiến vào thần ma táng thổ. Các cái khác chủng tộc người đến, chúng ta đi vào chung. Tà Vũ giải thích nói. Nhân tộc thì có hơn 3.000 người, tăng thêm chủng tộc khác, chẳng phải là mấy ngàn vạn. Thí thần yên lặng. Mấy ngàn vạn là không thể nào. Tà Vũ cười lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói, bất quá, 10-20 vạn hẳn là có, thần ma táng thổ. Cũng chứa nổi những cái này thi cốt. Tê thí thần nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám thời không khiêu dược đài giáng Lâm Tiêu Phàm bọn họ vị trí, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, từ mới bắt đầu mấy ngàn, rất nhanh tăng trưởng đến mấy vạn. Đêm đó, Tiêu Phàm mỗi người bọn họ nhận lấy một khối thân phận bài, đây là bọn hắn ở thiên hoang duy nhất chứng minh thân phận. Sáng sớm hôm sau, đến nơi đây người, nhiều đến chừng 20 vạn. Tiêu Phàm đám người nhìn thấy nhiều như vậy thánh đế cảnh tu sĩ, cũng là kinh hãi không thôi, những người này, nếu như cùng thuộc một cái thế lực, vậy cái này thế lực há không phải nghịch thiên. Những cái này đều là thánh đế cảnh A, bình thường địa vực, muốn gặp được một cái thánh đế cảnh cũng rất khó, mà bây giờ, lại là dòng dã chừng 20 vạn. Như thế chẳng diện, biết bao hùng vĩ, đáng tiếc. Rất nhiều người khi biết tiến vào thiên hoang quy tắc về sau, lại cao hứng không nổi. Có ít người lộ ra thấy chết không sờn bộ dáng, có thì còn lại là vẻ mặt kết thúc, thậm chí có cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không thể không áp chế loại này sợ hãi. Tiêu Phàm bọn họ coi như bình tĩnh, bọn họ sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Không phải liền là chu sát dị ma sao, cũng không phải không có giết qua. Chỉ là đã từng chém giết dị ma thực lực tương đối yếu ớt mà thôi, hiện tại gặp dị ma, có thể là thánh đế cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh mà thôi, mặt khác cũng không hề có sự khác biệt. Yên lặng, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng vang lên, dường như ở mỗi người bên tai nổ tung, hiện trường trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy hai cái bó chặt hắc bảo bóng người lăng không mà đứng. Trên người bọn hắn, đám người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hai người này là thủ môn nhân, bọn họ muốn mở ra ma quật cửa vào, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm bọn họ truyền âm nói. Người giữ cửa, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hiển nhiên hắn không biết người giữ cửa là có ý gì. Nhưng sau một khắc, hắn hiểu được. Chỉ thấy hai cái kia hắc bào lão giả đột nhiên đồng thời bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Vô số thần văn xuất hiện ở trước người hai người, sau đó ngưng tụ thành một cái phù văn huyền ảo. Phù văn tại hư không nhanh chóng phóng đại, cuối cùng bao phủ phương viên mấy trăm trượng, hư không bỗng nhiên rung rung. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia phù văn một phân thành hai, tựa như hai cánh cửa nhà chậm rãi mở ra, hư không quỷ dị xuất hiện một đầu lối đi tối thui. Dù cho bị trận pháp ngăn cách, đám người cũng có thể cảm nhận được thông đạo bên trong truyền tới một cỗ cực kỳ mục nát cùng tà ác khí tức. Tất cả mọi người dựa theo trình tự tiến vào, thông qua thông đạo, liền có thể đến thần ma thành. Hoàn thành khảo hạch, có thể thông qua thần ma thành truyền tống trận đi ra. Trong đó một cái hắc bào lão giả mở miệng nói, thanh âm khàn khàn chói tai. Cũng không biết là nhiều năm không có mở miệng nói chuyện, hay là cái gì khác nguyên nhân. Đi! Tà Vũ không để ý đến đám người, dẫn đầu đạp không mà lên. Tiêu Phàm mấy người tự nhiên không do dự, 20 vạn người, muốn là một cái tiến vào, ai biết sẽ tới khi nào đi.
Giờ phút này phần lớn người còn không có lấy lại tinh thần, bọn họ ngược lại là tỉnh cùng các người chen thông đạo. Mấy người tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xông vào thông đạo bên trong 10 điểm u ám, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác. Theo Tiêu Phàm bọn họ bước vào thông đạo, lại có không ít người vọt vào, ngay sau đó gầm lên giận dữ truyền đến Tiêu Phàm. Ân, Tiêu Phàm nhíu mày, bản thân có vẻ như không có đắc tội người nào a, làm sao mới xuất hiện đã có người muốn tìm bản thân phiền phức đây. Hắn quay đầu nhìn đi, lại là gặp được mấy đạo quen thuộc thanh âm, mấy người không phải người khác, chính là Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát. Mấy người kia chính mắt lộ ra hung quang, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ở Đế Thái Ất phía sau bọn họ, người cầm đầu thì là Thánh Nhân Hoàng, còn có mấy cái khác người quen, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Lâm Phong mấy người tất cả đều xuất hiện. Còn có mấy người Tiêu Phàm không biết, nhưng lại từ những cái kia thân người bên trên cảm nhận được một cỗ không kém gì Ma Thái Hư khí tức. Các ngươi tốt, Tiêu Phàm dường như nhìn thấy lão bằng hữu đồng dạng, cùng mấy người lên tiếng chào. Hắn trong lòng lại là nghĩ tới Tiểu Kim cùng Lăng Phong, cũng không biết bọn họ một lần này phải chăng cũng sẽ tiến vào thiên hoang. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy cũng chỉ có đột phá thánh tôn cảnh, hoặc là chờ 100 năm sau thăng thiên đại điển. Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm vẫn là không hy vọng Lăng Phong cùng Tiểu Kim bọn họ hiện tại tiến vào, ở thái cổ thần giới, bọn họ có thể mau hơn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thánh tôn cảnh. Đến lúc đó tiến vào thái cổ thần giới, bọn họ mới có thể bay lên càng nhanh. Tiêu Phàm, một lần này, người đừng muốn chạy, Đế Thái Ất gầm thét không thôi. Lần trước ở phi tiên bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm cướp đi bọn họ hỗn độn nguyên kim thì cũng thôi đi, còn cầm đi ngũ phương sát ma kỳ kim cờ, cuối cùng càng là chiếm được hỗn độn nguyên thú một sợi bản nguyên chi lực, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Tiêu Phàm lần trước may mắn đào tẩu, một lần này, bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không buông qua Tiêu Phàm. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ở trong đường hầm động thủ hay sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy mấy người, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Đế Thái Ất đám người mặc dù cường đại, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay, một người trước bị bọn họ vây công đều có thể đào thoát. Hiện tại hắn bên người thế nhưng là có Thí Thần cùng Tà Vũ hai cái này không yếu tại trợ thủ của bọn họ, càng là có Cửu U Ma Toan cái này giả heo ăn thịt hổ quái vật, căn bản không cần thiết e ngại mấy người. Mấy người kia thật muốn không có mắt, chọc giận hắn Tiêu Phàm, trực tiếp đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Chờ ra thần ma thành, tất sát ngươi, Đế Thái Ất đằng đằng sát khí nói. Ta chờ, Tiêu Phàm cười đáp lại. Ở nơi này truyền tống thông đạo bên trong, Đế Thái Ất tự nhiên không dám xuất thủ, vạn nhất hủy diệt thông đạo, hư vô loạn lưu đem đám người thôn phệ, muốn trở lại thái cổ thần giới, cũng không chỉ năm nào tháng nào. Chỉ chốc lát sau, thông đạo bên trong cái chủng loại kia kiềm chế cảm giác trong nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm một chuyến từ thông đạo bên trong rơi xuống mà ra, xuất hiện ở rách nát khắp trốn quảng trường phía trên. Đây chính là thần ma táng thổ. Tà Vũ, cái này thần ma thành có thể chiến đấu sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem Tà Vũ nói. Không thể, Tà Vũ lắc đầu, nói, nơi này là thái cổ thần giới ở thần ma táng thổ đại bản doanh, ngươi nếu hủy, không cần dị ma giết ngươi, thiên hoàng cũng có thể diệt ngươi. Vậy trước ra khỏi thành lại nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, quyết định thật nhanh nói. Hắn còn chưa kịp dò xét tòa này tang thương cổ lão thành trì, liền nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, Thí Thần cùng Cửu U Ma Toan hai người tự nhiên là đi sát đằng sau. Tà Thần, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y ba người đắng chát cười một tiếng, cuối cùng cũng đi theo. Tiêu Phàm, trốn chỗ nào? Lúc này, Đế Thái Ất cũng từ thông đạo bên trong rơi xuống mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Huyền Phệ mấy người đằng đằng sát khí đuổi tới, khí thế cường đại ở thần ma thành không trung nở rộ. Thần ma thành không ít chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên quảng trường một mảnh giữa đất trống, đứng vài đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc y thanh niên nam tử, thần sắc u lãnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Lão đại, lần này người trẻ tuổi, có vẻ như rất hiếu động a. Trong đó một cái gầy cao nam tử biểu tình vẻ cổ quái nói. Hiếu động người, thường thường chết cũng tương đối nhanh. Hắc y thanh niên nam tử lạnh rên một tiếng, ngay sau đó thu hồi ánh mắt,
lần nữa nhìn về phía trong sân rộng. Tiêu Phàm nhanh chóng xông qua thần ma thành, đen kịt một màu đại địa tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong, dường như vô số quái vật nằm ở chân trời, mọc ra miệng to như chậu máu, chờ đợi bọn họ tiến vào. Nơi này có thể giết người à? Trừ bỏ thần ma thành, Tiêu Phàm ngừng thân hình, cũng không có lập tức tiến vào thần ma táng thổ chỗ sâu. Đối mảnh này thiên địa hắn không hiểu rõ lắm, Tà Vũ rõ ràng hắn không biết, nhưng hắn không nghĩ một mực bị người đuổi giết, không biết còn tưởng rằng hắn Tiêu Phàm sợ đế thái ất bọn họ. Ngươi thật muốn giết bọn hắn? Tà Vũ 10 điểm nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Phàm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hồi đáp, con người đen nhánh hướng về đuổi theo phía sau đế thái ất bọn họ. Tà Vũ trầm ngâm chốc lát, nhíu mày một cái nói, kỳ thật, chúng ta ở thần ma thành địch nhân, không phải là bọn họ. Tà Vũ, khả năng ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm? Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nhìn xem Tà Vũ nói, ta chưa bao giờ coi bọn họ là làm địch nhân, chỉ là bọn hắn tự mình nghĩ chết mà thôi. Nếu như người khác nói ra lời này, Tà Vũ sẽ còn cho rằng đối phương tùy tiện, có thể lời này từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, Tà Vũ một chút cũng không nghi ngờ. Tiêu Phàm thật sự có chém giết đế thái ất thủ đoạn của bọn hắn, đây là cùng là cường giả một loại tự tin. Tà Vũ, người tìm ta lão đại hỗ trợ, hiện tại người khác tìm ta lão đại phiền phức, nhưng người muốn thuyết phục ta lão đại không nên động thủ, chẳng lẽ người cho là ta lão đại hẳn còn đứng ở nơi này để bọn hắn giết chết hay sao? Thí thần ánh mắt bất thiện nhìn xem Tà Vũ nói. Một bên Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y cũng nhíu mày, hai người đồng thời hướng phía sau lui lại mấy bước, tới gần Tiêu Phàm vị trí. Bọn họ sở dĩ cùng đi theo nơi này, cũng không phải xem ở Tà Vũ mặt mũi, mà là xem ở Tiêu Phàm thể diện. Tà Vũ nhún nhún vai, bộ dáng ra vẻ vô tội, nói, người biết, ta không phải ý tứ này, ai, con người của ta, làm sao cũng sẽ có cùng người khác giải thích thời điểm đây. Được rồi, bọn họ nếu là tự tìm cái chết, vậy cũng không thể trách ai. Tà Vũ lại thở dài nói. Đổi lại là hắn, nếu là có người muốn giết hắn, đoán chừng cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn lại có tư cách gì thuyết phục Tiêu Phàm đây. Huống hồ, hắn mình còn có cầu ở Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là, cũng không phải là Tiêu Phàm chủ động xuất thủ, mà là đế thái ất bọn họ muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức. Ngươi nếu là cảm thấy bọn họ không đáng chết, có thể không cần xuất thủ. Tiêu Phàm thần sắc hết sức nghiêm túc, hắn không phải đang nói đùa. Tà Vũ không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không cho rằng là không nên, dù sao Tà Vũ tạm thời mà nói còn không thiếu hắn cái gì. Thậm chí, hắn cũng có thể tiếp tục giúp Tà Vũ một tay, hoàn thành hắn sư tôn đối khảo nghiệm của hắn. Nhưng là, từ nay về sau, Tiêu Phàm cùng hắn, tất nhiên là mỗi người một ngả. Tà Vũ nghe vậy, rơi vào trong trầm tư, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân có vẻ như vẫn là không hiểu rõ lắm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải một cái bắt nạt kẻ yếu người, đồng dạng, hắn cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, nhất là đối với mình địch nhân. Cái kia vẫn là ta tới đi. Lúc này, Tà Vũ hít sâu một cái nói, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm phía trước đi đến. Tiêu Phàm, người ngược lại là trốn a. Đế thái ất mấy người bọn họ xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, sau một khắc, mấy bóng người hiện lên, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Mấy người kia không phải người khác, chính là Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát, lúc trước vạn tộc thiên tài bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Hai năm không gặp, bọn hắn cũng đều hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vậy mà toàn bộ đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ tu vi. Hậu phương cũng không ít tu sĩ chạy tới, có ít người là tới vây xem chiến đấu, nhưng cũng có một số người, là đế thái ất bọn hắn thuộc hạ, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tiêu Phàm bao vây ở trung ương. Tiêu Phàm thấy thế, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem Tà Vũ nói, ngươi xác định, một mình ngươi được. Tà Vũ mỉm cười, ngay sau đó hết sức nghiêm túc nói, nam nhân, không thể nói không được. Dứt lời. Tà Vũ xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chuôi yêu dị trường kiếm màu đỏ ngòm, kia huyết kiếm cùng tu la kiếm khác biệt, loại này huyết sắc, thiếu một loại khắc nghiệt, nhiều hơn một loại chân chính huyết tinh. Tu la kiếm mặc dù cũng rất huyết tinh, nhưng so với Tà Vũ huyết kiếm trong tay, lại là kém xa tít tắp. Tiêu Phàm thấy thế, cũng là con người hơi hơi co rụt lại,
hắn rất ít gặp đến Tả Vũ xuất thủ, càng là chưa bao giờ thấy qua Tả Vũ sử dụng binh khí. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tả Vũ binh khí, dĩ nhiên là dạng này một chuôi huyết khí ngập trời yêu dị chi kiếm, chuôi kiếm này, thật giống như bị máu tươi nhuộm dần vô số tuế nguyệt. Đối diện đế thái ất bọn họ cảm nhận được Tả Vũ trong tay huyết kiếm tán phát khí tức, cũng là biến sắc, toàn thân lỗ chân lông tất cả đều không hiểu dựng lên. Đồng thời, một cỗ hết sức cảm giác lạnh lẽo âm u bao phủ toàn trường, bốn phía tu sĩ tất cả đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm vừa mới muốn giết các ngươi, ta thuyết phục qua hắn, đáng tiếc hắn không nghe. Tả Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nói cũng không vội không chậm, liền tựa như đang cùng vài bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhưng lời này nghe vào ở đây tu sĩ trong tai, lại là rét lạnh hết sức. Ta người này đây, mặc dù cũng chém giết vô số, nhưng ở chỗ này, vẫn là muốn lưu các ngươi một mạng, liền xem các ngươi đến cùng có nghe lời hay không. Tả Vũ tiếp tục nói, huyết kiếm trong tay chậm rãi mở ra, tiếp tục nói, nghe lời, hiện tại liền rời đi. Tả Vũ lời nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều nghe ra quyết tâm của hắn. Nếu như đế thái ất bọn họ không rời đi, hắn tuyệt đối không ngại đại khai sát giới. Đế thái ất mấy người cau mày, ở sâu trong nội tâm quả thật có trong nháy mắt chần chờ, bất quá rất nhanh liền trở nên vô cùng kiên định. Hắn đế thái ất thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng người thứ hai, cái này Tả Vũ hắn cũng đã được nghe nói, chẳng qua là thứ 33 tên mà thôi. Nếu như hắn cứ như vậy bị sợ lui, về sau còn có cái gì mặt mũi ở thái cổ thần giới tu sĩ trước mặt ngẩng đầu làm người. Tả Vũ, ta nghe nói qua ngươi, ngươi muốn xen vào chúng ta cùng Tiêu Phàm ân oán. Đế thái ất trầm giọng nói. Nói như vậy, các ngươi đây là không có ý định rời đi. Tả Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dưới chân của hắn, đột ngột toát ra một cái biển máu. Rầm rầm, rầm rầm huyết hải lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, mà lại còn đang không ngừng lan tràn. Trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí, thứ mùi đó, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Đây mới thật là máu tươi. Người ở chỗ này đều giết qua không ít người, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy huyết hồ. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao tốt lấy hậu phương thối lui. Động thủ đi, Tả Vũ phóng ra bước chân, đạp trên huyết hồ mà đi, trên người hắn không có phát ra bất luận cái gì khí thế, có thể chính là bởi vì dạng này, mới khiến người vô cùng tim đập nhanh. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng là kinh hãi không thôi, hắn biết rõ Tả Vũ rất mạnh, nhưng hắn không biết Tả Vũ chân chính danh giới cuối cùng. Thế hệ này tu sĩ bên trong, Tả Vũ có lẽ là hắn duy nhất kiêng kỵ một cái. Đồ chán sống, bên cạnh Thiên Sát giận dữ mắng mỏ một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, hóa thân thành một đầu to lớn ma lang, sắc bén móng vuốt hung hăng hướng về Tả Vũ chỉ trích mà xuống. Thiên Sát chính là lang tộc đỉnh tiêm cao thủ, vạn tộc thiên tài bảng người thứ bảy, thực lực không cho phép hoài nghi. Hắn một chảo này, đừng nói thánh đế cảnh trung kỳ, chính là thánh đế cảnh hậu kỳ đều có thể tùy tiện xé nát. Nhưng mà, Tả Vũ lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho một vuốt kia chém xuống. Cẩn thận, Hiên Viên Trảm Tiên nhịn không được khẽ quát một tiếng. Đám người tâm cũng thoát lên tới cổ họng, một chảo này nếu như vung xuống, Tả Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tả Vũ thân hình bị Thiên Sát móng vuốt xé rách mà ra, hóa thành một màn mưa máu tràn ngập hư không. Chết, đám người ngây ra như phỗng. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người nhà không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao lúc này mới một đòn mà thôi, liền bị người giết chết? Không biết, còn tưởng rằng ngươi thật có thể nghịch thiên a. Không chịu nổi một kích, Thiên Sát lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Vừa mới Tả Vũ tư thế, thật đúng là đem hắn dọa cho phát sợ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tả Vũ như vậy không chịu đánh. Hắn dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng thứ 33 tên nhân vật A, nói thế nào cũng có thể nhiều tiếp mấy chiêu A. Liếc qua phía dưới huyết hải, Thiên Sát xoay người rời đi. Không đúng, đế thái ất nhìn phía xa huyết hải, cau mày. Không trăng bức, không được sao. Huyết hải đối diện Tiêu Phàm, lại là nhẹ giọng nói nhỏ. Vừa dứt lời, chuẩn bị rời khỏi huyết hải phạm vi Thiên Sát, đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Phốc phốc. Không đợi hắn lấy lại tinh thần,
một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn, đồng thời một cái bàn tay màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện, gắt gao bấm Thiên Sát cổ. Thiên Sát ra sức giãy giụa, vẫn như trước không thể động đậy mảy may. Đám người tất cả đều trợn to hai mắt, tận mắt thấy một đoàn máu đỏ tươi ngưng tụ thành một bóng người, chính là Tà Vũ bộ dáng. Ngươi làm sao biết? Thiên Sát biểu tình vẻ sợ hãi, chật vật phun ra một câu. Thiên Ma Lang tộc, Tà Vũ thần sắc đạm mạc nhìn trước mắt Thiên Sát, nói, vừa vặn ta còn thiếu một đầu tọa kỵ, chỉ ngươi. Ngao ô Thiên Sát ra sức giãy giụa, lại là chỉ có thể phát ra một trận thê lương tiếng sói tru, có thể muốn tránh thoát Tà Vũ bàn tay, lại là cực kỳ khó khăn. Hắn nhưng là vạn tộc thiên tài bảng người thứ 7A, lại bị vạn tộc thiên tài bảng thứ 33 danh sách tay bắt được, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế, không tiếp thụ được cũng phải tiếp nhận. Xem ra ngươi không quá nguyện ý tứ, Tà Vũ liếm môi một cái, cùng lúc trước sang sảng đại nam hài hoàn toàn khác biệt, hắn giờ phút này, trở nên có một tia tà ác, thậm chí tàn nhẫn. Nói xong, Tà Vũ đột nhiên buông lỏng ra bấm Thiên Sát cái tay kia, Thiên Sát thấy thế, trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể đào thoát ma chảo của hắn. Nhưng mà một khắc sau, để Thiên Sát suốt đời khó quên sự tình đã xảy ra. Phốc phốc chỉ thấy Tà Vũ bỗng vung kiếm, từng đạo huyết kiếm nở rộ, xẹt qua Thiên Sát thân thể, Thiên Sát huyết nhục từng khối bị kiếm khí cắt xuống. Ngao ô Thiên Sát đau trở thành bản thể, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nước mắt đều nhanh đau đi ra. Hắn muốn rời khỏi huyết hải, có thể căn bản làm không được, trong biển máu có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn. Tuy nói Tà Vũ không có cố ý khống chế, nhưng hắn cũng căn bản không thể rời bỏ. Thiên Sát chỉ có thể trơ mắt nhìn mình huyết nhục bị Tà Vũ từng mảnh cắt lấy, đỏ tươi máu tươi nhỏ xuống, dung nhập phía dưới biển máu bên trong. Bốn phía tu sĩ thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ sợ hãi hàn ý quanh quẩn trong lòng. Tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ Tà Vũ gương mặt này, trong lòng âm thầm thề, về sau đắc tội ai, cũng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Đây quả thực là đem người phanh thây xé xác a, chết biến thái, thí thần thấy thế, cũng không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, Tà Vũ thời khắc này cử động, cũng làm cho hắn có chút không biết vì sao. Thánh đế cảnh tu sĩ, coi như đem toàn thân huyết nhục cắt bỏ, vậy cũng không thể người chết, có thể loại thống khổ này lại là thực. Loại này thủ đoạn, chẳng những có thể trấn nhiếp Thiên Sát, còn có thể hù sợ bốn phía thánh đế cảnh cường giả. Cho dù là đế thái ất bọn họ, đoán chừng giờ phút này cũng không có cùng Tà Vũ là địch tâm tư, dù sao, Thiên Sát kết quả đang ở trước mắt. Chung quanh những người này, về sau nếu như nhìn thấy Tà Vũ, sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi đừng muốn chết, ta sẽ từng mảnh cắt lấy ngươi thịt, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tà Vũ trên mặt vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười. Nhưng nụ cười này trong mắt mọi người, lại giống như ma quỷ khuôn mặt tươi cười. Gia hỏa này, nghiêm túc, quả nhiên không phải bình thường đáng sợ. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng nghĩ thầm. Hắn có chút may mắn Tà Vũ không phải là địch nhân của hắn. Bằng không, mình cũng phải đau đầu. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Thiên Sát đem hết toàn lực gào thét. Không đáp ứng Tà Vũ, hắn cũng sẽ bị một mực bị hành hạ đi. Loại thống khổ này, dù cho thân làm thánh đế cảnh hắn, cũng không thể có thể kiên trì bao lâu. Ai biết cái này biến thái cắt mất trên người mình huyết nhục về sau, có thể hay không để cho mình phục hồi như cũ, sau đó lại một lần nữa cắt lần thứ nhất đây. Coi như nghe lời, Tà Vũ đình chỉ công kích. Cười nhìn lấy Thiên Sát nói, tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn, nếu là lần sau rơi trong tay ta, ta sẽ nghìn lần, vạn lần trả lại cho ngươi. Thiên Sát nghe vậy, bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân càng là run rẩy kịch liệt lên. Hắn nguyên bản đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, có thể nghe nói như thế, hắn có chút chần chờ. Gia hỏa này nhất định chính là cái đổ biến thái, mấu chốt thực lực còn rất mạnh, vạn nhất về sau thực rơi trong tay hắn đây. Thế nhưng là bản thân cứ như vậy trở thành tọa kỵ của hắn sao? Thiên Sát trong lòng tràn đầy vô tận không cam lòng. Ma Toan, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đối với ngươi rất tốt? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem một bên cửu U Ma Toan nói. Hừ, cửu U Ma Toan lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm.
Nó trong lòng ngược lại có chút may mắn không gặp gỡ Tà Vũ dạng này biến thái, nếu không mình đoán chừng đã sớm chịu không nổi. Các ngươi đây, Tà Vũ không để ý đến Thiên Sát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thái Ất bọn họ, khóe miệng vẫn như cũ hiện ra một vòng tà ác đường cong. Đế Thái Ất toàn thân hiện nổi da gà lên, hắn còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, cho dù là thần ma tử, hắn cũng không e ngại. Nhưng hôm nay, hắn lại đối Tà Vũ lòng còn sợ hãi. Lúc này, Đế Thái Ất lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, tính là ngươi hảo vận. Nói xong, Đế Thái Ất xoay người rời đi, mười điểm dứt khoát. Huyền Phệ cùng Cửu Linh nơi nào còn dám dừng lại, mang theo bọn hắn thuộc hạ nhanh chóng biến mất. Thiên Sát thấy thế, quyết tâm trong lòng, cũng đạp không mà lên, bay thẳng thần ma thành đi. Thân làm lang tộc tuyệt thế thiên tài hắn, lại làm sao có thể cam tâm trở thành người khác tọa kỵ đây. Tà Vũ cũng không có đuổi theo Thiên Sát, mà là thu hồi phía dưới huyết hải, chậm rãi nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, lần sau không muốn rơi trong tay ta, muốn bằng không hậu quả ngươi biết. Chạy trốn Thiên Sát không khỏi dùng mình một cái, kém chút rơi xuống hư không, hắn chỉ có thể cầu nguyện, tuyệt đối không nên rơi vào Tà Vũ trong tay. Uy, chết biến thái, không muốn dọa hắn, ta đều bị ngươi hù dọa. Thí thần rốt cục nhịn không được, nhìn xem Tà Vũ nổi giận mắng. Để mọi người chê cười, Tà Vũ lại khôi phục cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm tà dị bộ dáng. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ không phải mới vừa tận mắt nhìn đến Tà Vũ động một chút lại đem người khác thiên đao vạn quả bộ dáng, đoán chừng còn tưởng rằng đây mới thật sự là Tà Vũ. Nghĩ đến Tà Vũ mới vừa bộ dáng, mấy người cũng không khỏi dùng mình một cái. Gia hỏa này muốn không phải thật biến thái, nếu không phải là giết người thực không nháy mắt. Tốt rồi, mấy đầu tạp ngư cũng giải quyết, chúng ta bây giờ đi đâu? Thí thần cũng không tiếp tục để ý Tà Vũ, hắn bản năng khoảng cách Tà Vũ xa một chút. Loại này biến thái thủ đoạn là sẽ lây, vạn nhất mình cũng yêu cái này khát máu bộ dáng đây. Ngươi cũng có thể cùng chúng ta ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này rồi a hát. Tiêu Phàm nhìn về phía Tà Vũ nói. Hắn cũng không cho rằng Tà Vũ có bao nhiêu biến thái, ngược lại cảm thấy thủ đoạn 10 điểm cay độc. Liền vừa rồi cái kia một hệ liệt cử động, đoán chừng người ở chỗ này, đoán chừng đều có rất ít dám đánh Tà Vũ chủ ý. Nếu không muốn thì đừng động tay, vừa động thủ liền muốn chấn nhiếp tứ phương, đây mới là Tà Vũ mục đích thực sự. Mặc dù Tiêu Phàm vừa rồi động sát tâm, có thể Tà Vũ tất nhiên chủ động xuất thủ bảo vệ Đế Thái Ất bọn họ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nói cái gì. Vừa đi vừa nói, Tà Vũ gật gật đầu, không nhìn đám người chung quanh. Đạp không hướng về thần ma táng thổ chỗ sâu đi đến, Tiêu Phàm mấy người cùng ở sau lưng hắn, lẳng lặng nghe. Tà Vũ thâm thúy con người hướng về minh mông thần ma táng thổ chỗ sâu, êm tai nói, trước đó, vẫn là cùng các ngươi giới thiệu một chút thần ma táng thổ a. Tiêu Phàm đám người gật gật đầu, lẳng lặng nghe Tà Vũ kể rõ. Thần ma táng thổ, chính là một chỗ cỡ nhỏ ma quật, nói là cỡ nhỏ, nhưng phạm vi lại không thật không nhỏ. Chí ít cũng có nhân tộc hơn ngàn vực phạm vi lớn như vậy. Sở dĩ nói lên là cỡ nhỏ ma quật, là bởi vì thần ma táng thổ bên trong, không có quá nhiều thánh tôn cảnh dị ma tồn tại, đại bộ phận cũng là thánh đế cảnh cùng với phía dưới tu vi người. Nói là ma quật, nơi này còn không bằng nói là thiên hoang sân thí luyện. Ở chỗ này, thánh đế cảnh có thể thỏa thích lịch luyện, lại không cần lo lắng thánh tôn cảnh dị ma đại quy mô tập sát. Tương đối mặt khác ma quật mà nói, thần ma táng thổ xem như nhỏ yếu nhất, bởi vậy, thiên hoang trấn thủ ma quật một phương, cũng chính là tương đương với thiên hoang hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Đương nhiên, nếu như bởi vì thần ma táng thổ không có rất nhiều thánh tôn cảnh, liền có thể ở trong này có thể hoành hành không sợ, vậy liền sai hoàn toàn. Thánh đế cảnh dị ma cũng không ít, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hoành, thiên hoang tu sĩ chưa hẳn có thể địch. Tà Vũ đơn giản giải thích một chút thần ma táng thổ, con người bỗng trở nên dị thường lăng lệ, nói ta nhiệm vụ lần này, chính là giết chết thần ma táng thổ dị ma nhất phương ba đại ma tôn. Ba đại ma tôn, Tiêu Phàm mấy người sầm mặt lại. Bọn họ mặc dù không biết ma tôn ra sao thực lực, nhưng là đại khái có phỏng đoán. Ma đế đối ứng chúng ta thánh đế cảnh, ma tôn, tự nhiên là tương đương với thánh tôn cảnh cường giả. Tà Vũ không có giấu giếm. Như thật giải thích nói.
Tiêu Phàm mấy người hình thức một cái, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ cũng chỉ là thánh đế cảnh trung hậu kỳ tu vi, muốn giết chết ba tôn thánh tôn cảnh, cái kia cũng không phải bình thường khó khăn. Nếu như Tà Vũ vừa bắt đầu nói ra nhiệm vụ này, Tiêu Phàm có lẽ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Bất quá khi Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cửu U Ma Toan trên người thời khắc, Tiêu Phàm lòng tin lại tăng mạnh không ít, nói, nếu như giết một cái thánh tôn cảnh, lấy chúng ta thực lực có lẽ còn có thể làm đến, ba cái thánh tôn cảnh quả thật có chút phiền phức. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên không khỏi trợn trắng mắt, đây không phải phiền phức, mà là rất khó khăn, thậm chí cơ bản không thể nào làm được tốt a. Đây chính là thánh tôn cảnh, mà không phải thánh đế cảnh, cũng không phải bình thường thánh đế cảnh tu sĩ có thể chém giết. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia 10 điểm bộ dáng nghiêm túc, hai người mới phát hiện, Tiêu Phàm cũng không phải đang nói đùa, hắn là nghiêm túc. Tiêu Phàm không để ý đến mấy người, mà là suy tư nói, huống hồ, chúng ta cũng không biết thần ma táng thổ có bao nhiêu ma tôn, nếu như giết một cái, những người khác ma tôn biết được, khẳng định cũng sẽ phòng bị chúng ta, nếu là bọn họ liên thủ, cái kia. Yên tâm đi, thần ma táng thổ chỉ có 5 đại ma tôn, cường đại nhất cũng chỉ là trung phẩm thánh tôn tu vi, đại khái lĩnh ngộ 2 thành bản nguyên chi lực, mà chúng ta muốn giết 3 cái, cũng là hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Tà Vũ giải thích nói. Cái kia còn tạm được, Tiêu Phàm sờ lên cằm gật gật đầu. Hạ phẩm thánh tôn, chỉ là Lâm Nho thực lực như vậy mà thôi, Tiêu Phàm xác thực không cần e ngại, nếu như trung phẩm thánh tôn, dù là có cửu U Ma Toan ở, hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên trợn to hai mắt, bọn họ còn cho rằng mình nghe lầm. Cái gì gọi là kém không nhiều, cái này kém rất nhiều tốt ra. Hai người đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ cái này hai tên biến thái, tựa như chém giết thánh tôn cảnh, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Phải biết, các ngươi mới chỉ là thánh đế cảnh A. Bất quá cũng có chút độ khó, lần này phải làm phiền các ngươi. Tà Vũ lộ ra thẹn thùng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, nếu như cũng đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến, ngươi muốn giết ba cái kia ma tôn. Nhưng có bọn họ tư liệu. Không có, Tà Vũ nhún nhún vai, nói, sư tôn ta chính là tùy ý nói chuyện, hắn nói năm đó hắn tiến vào thần ma táng thổ, nhất cử giết chết mất 2 cái ma tôn, để cho ta giết 3 cái thử xem. Tiêu Phàm mấy người khóe miệng giật một cái, ngươi nha, ngươi sư tôn rõ ràng là đang hố ngươi, ngươi cũng tin tưởng. Ta tự nhiên không tin, Tà Vũ nhún nhún vai, nói, hắn không nói ta cũng biết rõ. Hắn năm đó giết chết 2 cái kia ma tôn, căn bản không phải hắn một thân một mình giết chết, mà là cùng 4 vị thúc thúc cùng một chỗ giết chết. Cho nên ngươi liền hờn dỗi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Cũng không phải hờn dỗi, sư tôn nói ta theo cái này thần ma táng thổ có chút sâu xa, muốn biết là cái gì sâu xa, để cho ta liền phải tiến vào đối phương thành thị tìm. Tà Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, hồi lâu mới nói. Ngươi nói cái này thần ma táng thổ chỉ là một cỡ nhỏ ma quật, chẳng lẽ còn có đại hình ma quật? Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, lấy thiên hoang thực lực, diệt đi cái này cỡ nhỏ ma quật, có vẻ như cũng không phải chuyện rất khó a. Thật chẳng lẽ nghĩ nuôi những cái này dĩ ma, xem như đối tượng thực tập. Rất nhiều ma quật là tương liên, cũng không phải là độc lập. Tà Vũ lắc đầu, giải thích nói, lấy thiên hoang thực lực, muốn hủy diệt thần ma táng thổ tự nhiên rất nhẹ nhàng. Nhưng bọn hắn cũng không dám tự tiện làm như vậy. Các ngươi phải biết, một khi thần ma táng thổ dị ma toàn quân bị diệt, mặt khác trong động ma dị ma có thể sẽ bạo động, trong đó không thiếu pháp tôn cấp bậc dị ma. Bởi vậy, dần ra, thiên hoang cùng ma quật hai phương cũng đã đạt thành một chút ăn ý hiệp nghị, ma quật dựa theo cấp bậc phân chia, vượt qua thực lực này tu sĩ, là không cho phép tiến vào. Dừng một chút, Tà Vũ lại bổ sung một câu. Liền tựa như thần ma táng thổ, chỉ là một cái nhất tinh ma quật, cũng là cấp thấp nhất ma quật, nhiều nhất cho phép một cái nhị tinh ma tôn tọa chấn. Ma quật cấp bậc là làm sao phân chia? Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm hỏi lên như vậy, thí thần cùng Tử Thiên Y mấy người cũng vểnh tai nghe, sợ bỏ qua cái gì? Ma quật, tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp, theo thứ tự là nhất tinh ma quật, nhị tinh ma quật, cứ thế mà suy ra, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Tà Vũ giải thích nói. Dừng lại chốc lát, lại nói, đồng dạng, ma tôn cũng chia là cửu tinh,
chúng ta vị trí cái này thần ma táng thổ, chính là nhất tinh ma quật, mạnh nhất cũng chỉ có nhị tinh ma tôn tọa chấn. Đương nhiên, có thể có một cái nhị tinh ma tôn, cũng có thể có mấy cái, nhưng sẽ không cho phép tam tinh ma tôn xuất hiện. Nói cách khác, ma tôn thực lực, chỉ có thể so ma quật đẳng cấp cao nhất tinh. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc hỏi, vậy theo như lời ngươi nói, cửu tinh ma quật, chẳng phải là có đỉnh cấp thiên tôn tọa chấn. Thiên tôn, đây chính là bản nguyên chi lực viên mãn nhân vật A, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng hắn hung uy, nhưng tuyệt đối vô cùng cường đại. Không sai, Tà Vũ nghiêm túc gật đầu, nói cho nên có như thế nào thực lực, liền đi dạng gì ma quật, tốt nhất đừng khoảng cách quá lớn, bằng không chết như thế nào đều không biết. Tiêu Phàm cũng âm thầm gật đầu, nguyên bản hắn cho là mình thực lực cũng coi như mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, thực không tính là gì. Liền yếu nhất nhất tinh ma quật thần ma táng thổ, đều có nhị tinh ma tôn tọa chấn, cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ trung phẩm thánh tôn, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể địch. Chúng ta khảo nghiệm thông qua, hình như là cần 1000 công huân, nói cách khác muốn giết chết một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mới được. Bình thường ít lời Hiên Viên Trảm Tiên hít sâu một cái nói. Cái này không cần phải gấp gáp, thay Tà Vũ hoàn thành nhiệm vụ này, còn sợ không thông qua được khảo nghiệm sao? Tiêu Phàm cổ quái cười một tiếng. Hiên Viên Trảm Tiên sững sờ, ngay sau đó đắng chát cười một tiếng, đúng vậy a, bản thân mấy người nhưng là muốn đi chém giết thánh tôn cảnh. Liền thánh tôn cảnh đều thành chém giết mục tiêu, giết chết mấy cái thánh đế cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Tà Vũ, trước ngươi nói những cái này ma quật là tương liên, chẳng lẽ chúng ta có thể thông qua thần ma táng thổ, tiến về mặt khác ma quật? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Có thể, Tà Vũ gật gật đầu, giải thích nói, các ngươi đều đi hơn vạn tộc thí luyện cổ lộ A, vạn tộc thí luyện cổ lộ là hiện lên phóng xạ trạng, càng đi chỗ sâu, cổ lộ càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật, có thể đem vạn cổ thí luyện cổ lộ nhìn thành một cái hình quạt, đồng dạng, những cái này ma quật cũng là như thế, tất cả ma quật chính là hiện lên hình quạt phóng xạ. Đương nhiên, có một chút bất đồng chính là, cái kia tất cả hình quạt liên hợp lại cùng nhau, lại là hợp thành một cái vòng tròn, có người suy đoán, cái này mênh mông tròn tâm, hẳn là ma quật hang ổ. Tổng thể mà nói, càng đi chỗ sâu, ma quật đẳng cấp càng cao, cường giả càng nhiều, không trải qua cổ đại kiếp trong lúc đó, thiên hoang cùng một chút ma quật tầm đó mở ra một chút thông đạo, bây giờ có thể tùy thời tiến vào mà thôi. Thượng cổ đại kiếp chính là những cái này dị ma sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng của hắn cũng một mực cho rằng như vậy. Cái này ta không biết, bất quá dị ma nhất định là thượng cổ đại kiếp một bộ phận. Tà Vũ lắc đầu, lại khẳng định gật đầu, nói, thượng cổ một trận chiến, cực kỳ thảm liệt, vô số dị ma từ ma quật bên trong mở ra thông đạo, chen chúc mà ra. Thiên hoang vô số anh liệt dùng máu tươi cùng sinh mệnh, mới phong bế một chút thông đạo, cũng đem còn dư lại dị ma giết ra thiên hoang, cái này mới đem bọn hắn ngăn cản tại trong động ma. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhớ kỹ Tu La Tổ Ma cùng Bác Lão nói với hắn, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, chẳng lẽ cũng là bởi vì đại kiếp sắp tới, vẫn là cái này chút dị ma chuẩn bị quy mô xâm lấn đây. Những cái này hắn đều không biết, bất quá, hắn biết rõ một điểm. Bằng hắn mình bây giờ thực lực, đừng nói cứu vãn cái gì, chính là mình muốn sống sót, đều chưa chắc có thể làm đến. Còn phải mạnh lên, ít nhất cũng phải trở thành thiên tôn. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Ngay sau đó hắn cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn về phía Tà Vũ hỏi, người tất nhiên muốn giết đối phương ma tôn, tổng phải có thần ma táng thổ bản đồ địa hình A. Không có, Tà Vũ yếu ớt nói ra. Tiêu Phàm tức giận nhìn Tà Vũ một cái, hai mắt nhìn chăm chú xa xa lờ mờ địa phương, nói, vậy thì tìm cá nhân hỏi một chút. Nói xong, Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên tăng tốc, bay thẳng thần ma táng thổ chỗ sâu đi. Lão đại, người dạng này quá kiêu ngạo, nếu như bị một đám dị ma phát hiện, vậy thì phiền toái. Thí thần nhỏ giọng nhắc nhở, mấy người cẩn thận đi theo phía dưới. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai đầu người cũng như gà con mổ thóc đồng dạng. Bọn họ cũng cho rằng Tiêu Phàm cách làm này quá nguy hiểm. Không phách lối một điểm, làm sao bị dị ma phát hiện. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Hiện tại nhường hắn phản hồi thần ma thành làm thần ma táng thổ địa đồ, tự nhiên là không muốn, cũng quá lãng phí thời gian.
Đã như vậy, cái kia còn không bằng tìm dị ma hỏi một chút, dị ma có lẽ sẽ không nói cho hắn, nhưng Tiêu Phàm có thừa biện pháp biết rõ. Người nọ là ai, quá kiêu ngạo, nơi này chính là rời xa thần ma thành mấy chục vạn dặm, hắn muốn tìm chết sao? Đoán chừng là mới tới, đang đến gần thần ma thành địa phương không thấy được dị ma, cho rằng thần ma táng thổ không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Như thế cao điệu ngự không phi hành, chờ chút không bị dị ma xé toang, ta tại chỗ đấp cứt. Phía dưới âm trầm trong cổ lâm, có không ít tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm ngự không phi hành, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là giống như nhìn người chết một dạng. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, lặng lẽ hướng về bốn phía thối lui, để tránh Tiêu Phàm hấp dẫn đến quá nhiều dị ma, bọn họ bị tai bay vạ gió. Giống chỉ chốc lát sau, làm Tiêu Phàm lần nữa xâm nhập mấy vạn dặm về sau, chân trời gầm lên giận dữ vang vọng hư không, toàn bộ thương khung đều khẽ run lên. Tiêu Phàm bỗng ngừng thân hình, hướng về nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo như ngọn núi nhỏ thanh âm từ phía chân trời lao nhanh mà tới. Vận khí của chúng ta có vẻ như không phải rất tốt, dĩ nhiên là Xích Viêm Địa Ma. Tà Vũ lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nói nhỏ. Rất mạnh sao, Tiêu Phàm nhíu mày, bằng khí thế kia, đối phương hẳn là thử xem thánh đế cảnh hậu kỳ mới đúng a, lại làm cho Tà Vũ ngưng trọng như thế, cái này quá không nên. Tiêu Phàm, không nên coi thường dị ma, bọn họ một chút chủng tộc thiên phú, xa so với thái cổ thần giới chủng tộc muốn cường hãn rất nhiều. Tà Vũ lắc đầu giải thích nói, liền tựa như cái này Xích Viêm Địa Ma, bay lên trời thực lực nó có lẽ không được tốt lắm, nhưng ở cách xa mặt đất ngàn thước khoảng cách dù cho bán bộ thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể giết nó. Vậy đem nó oanh lên cách mặt đất ngàn thước địa phương không được sao? Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình liền vào tới. Thánh đế cảnh hậu kỳ dị ma mà thôi, còn chưa tới Tiêu Phàm sợ cấp độ, lại không ra sao, hắn nghĩ đi cũng là rất chuyện dễ dàng. Tà Vũ nhún nhún vai đắng chát cười một tiếng, hóa ra hắn vừa rồi nói nhiều như vậy cũng là vô ích. Cũng đúng, Xích Viêm Địa Ma dĩ nhiên cường đại, có thể ra hỏa này càng thêm cường đại. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó cũng đạp không xông tới. Mà nơi xa, Tiêu Phàm đã cùng Xích Viêm Địa Ma làm. Oanh một tiếng nổ mạnh, Tiêu Phàm giống như một tôn thiên thần, từ cửu tiêu hạ xuống, hung hăng đem Xích Viêm Địa Ma một cước dẫm vào sâu trong lòng đất. Phía dưới đại địa rạn nứt, bụi bặm tràn ngập, từng tòa sơn phong sụp đổ, tùy thời bay tứ tung. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, một bộ áo bào đen đón gió phiêu động, bay phất phới, tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, bá khí vô biên. Cái này hư không hàng rào vậy mà so thái cổ thần giới còn cứng cỏi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn một đòn đem cái kia Xích Viêm Địa Ma đánh bay, khoảng chừng mặt đất đập ra từng đạo khe hở, mà hư không, lại ngay cả rung động đều không rung động một lần, cái này thật bất khả tư nghị. Tà Vũ bọn họ đứng ở cách đó không xa, cũng không có nhúng tay ý tứ, ngược lại thỉnh thoảng phòng bị nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm cùng Xích Viêm Địa Ma giao thủ, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới mặt khác dị ma. Bọn họ nhất định phải thay Tiêu Phàm lược trận. Giống đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào thét từ mặt đất trong hố lớn truyền đến, ngay sau đó một đạo màu đỏ thẫm hỏa trụ phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kiếp. Nhưng mà một khắc sau, hỏa cầu kia càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, cơ hồ răng đầy mỗi một tấc không gian, hơn nữa nhanh đến cực hạn. Xích Viêm Địa Ma sẽ còn phun ra hỏa diễm. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ, cực tốc tránh né hỏa cầu công kích, một đầu hướng xuống đất hố sâu cắm xuống. Hỏa cầu tuy nhiều, nhưng Tiêu Phàm thân pháp càng nhanh, căn bản liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Mắt thấy khoảng cách hố sâu càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ cái kia Xích Viêm Địa Ma bộ dáng, để Tiêu Phàm kinh dị là, vừa mới vẫn là toàn thân đen nhánh Xích Viêm Địa Ma, giờ phút này vậy mà đỏ bừng như lửa. Bốn phía đất đá hòa tan, biến thành nham tương, có thể nghĩ trên người nó nhiệt độ độ cao. A, khi tới gần Xích Viêm Địa Ma ngàn thước khoảng cách thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ di một tiếng, hắn chỉ cảm giác bản thân thân thể nhận lấy một loại lực lượng trói buộc, vậy mà chậm không ít. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm một sát na kia trần chờ, góc áo bị một cái hỏa cầu quét trúng,
áo bào đen bị cháy hỏng một góc. Trọng lực bổn nguyên lực lượng, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tà Vũ nói cái này xích viêm địa ma tại cách đất ngàn thước phạm vi bên trong cường đại cỡ nào. Nguyên lai hắn nắm giữ trọng lực bổn nguyên lực lượng, mặc dù chỉ có thể phóng xạ 1.000 thước, nhưng cỗ này lực lượng lại ngay cả Tiêu Phàm đều có loại áp lực cường đại. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, đây là xích viêm địa ma năng lực thiên phú, trọng lực không gian, phạm vi có hạn, nhưng uy lực mạnh mẽ. Xa xa Tà Vũ nhắc nhở. Trọng lực không gian, Tiêu Phàm sững sờ, không phải bản nguyên lực lượng sao? Ngay sau đó hắn cũng không dám khinh thị xích viêm địa ma, cho dù loại này lực lượng không phải bổn nguyên lực lượng, có thể trói buộc bản nguyên, đối thánh đế cảnh trung kỳ hắn tạo thành nguy hiểm, liền đầy đủ hắn coi trọng. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người hiện ra một cỗ màu xám cho lực lượng, trên người của hắn áp lực bỗng đại giảm. Không gian bản nguyên lực lượng, cách đó không xa Tà Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển không gian bản nguyên lực lượng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đã vòng qua hỏa cầu công kích, xuất hiện ở xích viêm địa ma sau lưng, chỉ thấy hắn một cước hung hăng đá ra, xích viêm địa ma kêu rên một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, thân thể lấn người mà tiến. Thình thịch liên tiếp mấy tiếng, xích viêm địa ma trực tiếp bị đạp bay đến hơn 1.000 thước không trung. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh thân cỗ kia trói buộc chi lực biến mất không thấy gì nữa. Nói cho ta biết, các ngươi dị ma thành chỉ phân bộ, cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm quát khẽ nói. Giống xích viêm địa ma lần nữa gầm thét, tức giận vuốt lồng ngực, trong miệng màu đỏ thẫm hỏa cầu cuồng phún. Tiêu Phàm, xích viêm địa ma là không chí khôn dị ma, bình thường là không biết thái cổ thần giới ngôn ngữ, hơn nữa thể nội cũng có cấm chế, không cách nào cáo chi bọn hắn tin tức. Tà Vũ hét lớn. Ngươi không nói sớm, Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Trong lòng lại là có chút hồ nghi, hắn nhớ kỹ có chút dị ma là có thể nói chuyện a, liền tựa như bách sát chiến trường bên trong Nghĩ Vương, mặc dù chỉ là thần vương cảnh, nhưng lại có thể biết được thái cổ thần giới ngôn ngữ. Làm sao ngược lại là cái này thánh đế cảnh dị ma, nhưng không biết đây. Chẳng lẽ nói, cái này thánh đế cảnh xích viêm địa ma, thật không có trí tuệ, liền bách sát chiến trường bên trong Nghĩ Vương cũng không bằng. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, bách sát chiến trường bên trong dị ma, đại bộ phận cũng vẫn là không có quá đa trí tuệ, bằng không mà nói, lúc trước hắn ở bách sát tháp bên trong, hắn cũng sẽ không tàn sát nhiều như vậy dị ma. Cái kia Nghĩ Vương có lẽ là cái trường hợp đặc biệt, mà thần ma táng thổ, có lẽ cũng tồn tại dạng này trường hợp đặc biệt. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, một đạo lục quang trong nháy mắt từ Tiêu Phàm con ngươi bên trong xông ra. Chủng ma chi thuật thi triển, Tiêu Phàm đã rất ít thi triển chủng ma thuật, cũng không biết đối thánh đế cảnh dị ma có thể hay không dùng. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục nổi lên một nụ cười, hiển nhiên, chủng ma chi thuật thành công. Hắn từ xích viêm địa ma trí nhớ, chiếm được không ít liên quan tới dị ma tin tức, bất quá đúng như Tà Vũ nói tới, cái này xích viêm địa ma, vẻn vẹn có thể biết rõ một chút hình ảnh, cũng không biết ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều trí tuệ. Có lẽ đối với nó mà nói, sâu trong linh hồn chỉ có hai điểm là rõ ràng, một là đối chủ nhân của nó trung thành, hai là giết hết thái cổ thần giới sinh linh. Nguyên lai chỉ là sơ cấp dị ma mà thôi, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Cái này xích viêm địa ma, dĩ nhiên là có chủ nhân. Giống lúc này, làm Tiêu Phàm muốn điều khiển xích viêm địa ma thời điểm, xích viêm địa ma bỗng bạo hống một tiếng, thân thể khí thế tăng vọt, xích hồng như máu. Cẩn thận, nó muốn tự bạo, Tà Vũ kêu to. CMN, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Oanh một tiếng nổ mạnh, phương viên phạm vi mấy trăm dặm, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Một đạo hào quang màu đỏ rực nhiễm đỏ thương khung, dù cho cách xa nhau mấy ngàn hơn vạn dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đây chính là thánh tôn cảnh cường giả tự bạo uy áp. Tiêu Phàm tốc độ coi như nhanh, một sát na kia, trốn ra mấy ngàn dặm, cũng không nhận được xích viêm địa ma tự bạo ảnh hưởng. Chủng ma chi thuật, đối loại này sơ cấp dị ma vậy mà vô dụng. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm một tiếng, có chút thất vọng. Kỳ thật cũng không phải chủng ma chi thuật hoàn toàn vô dụng, mà là chỉ có thể đọc lấy trí nhớ của bọn nó, lại không thể điều khiển bọn họ. Nếu là chủng ma chi thuật có thể điều khiển bọn họ, vậy liền có ý tứ.
không biết cấm thần tỏa hồn ấn có hữu dụng hay không. Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác. Lão đại, thế nào? Lúc này, thí thần bọn họ chạy tới, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ lấy được một tòa ma thành tin tức, đại khái là cái hướng kia, ngoài ngàn vạn dặm. Tiêu Phàm chỉ nơi xa nói, lấy tốc độ của chúng ta, cũng liền mấy canh giờ mà thôi. Tốt nhất vẫn là chậm một chút, nơi này dị ma quá nhiều, quá cao điệu dễ dàng xảy ra chuyện. Tiêu Phàm lại bổ sung. Cao điệu, vừa rồi cao điệu chính là ngươi a. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ta không phải mới vừa không biết nha, hiện tại đã biết, vẫn là phải cẩn thận một chút, muốn giết thánh tôn cảnh, cũng không thể một mạch lên, còn phải nghĩ một chút biện pháp. Đám người gật gật đầu, ứng phó thánh tôn cảnh, xác thực hẳn là hảo hảo chuẩn bị một phen mới được. Ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười, nói. Biện pháp gì? Mọi người nhất thời hứng thú, vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt mang một vòng cười tà, ánh mắt đột nhiên rơi vào Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên trên người. Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, không khỏi rụt cổ một cái. Tử Thiên Y, ngươi không phải biết thần soán chi thuật a? Hẳn là có thể tính toán chúng ta một chuyến này có thuận lợi hay không a? Tiêu Phàm cười cười nói. Tử Thiên Y không chút suy nghĩ nói, không cần tính ta cũng biết rõ, chúng ta một chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Nói nhảm, một đám thánh đế cảnh đi tập sát một cái thánh tôn cảnh, hắn đây nha có thể thuận lợi sao? Nhanh lên, đừng kỳ kỳ oai oai. Tà Vũ đột nhiên tức giận quát lạnh nói, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm không có cự tuyệt Tử Thiên Y đi theo, đúng là có đạo lý. Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng, hai mắt nhắm lại mặc niệm lúc này. Đột nhiên vui mừng nhướng mày, nói chúng ta một lần này hành động, vậy mà so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Có đúng không? Tiêu Phàm vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Tử Thiên Y. Gia hỏa này có vẻ như quá tự tin a. Nếu như Tiêu Phàm không biết Tử Thiên Y là thiên khí chi nhân, có lẽ hắn thật vẫn sẽ tin tưởng Tử Thiên Y thần soán chi thuật. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Cửu U Ma Toan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, ngược lại là Tà Vũ, đi đến Tử Thiên Y bên người, kề vai sát cánh nở nụ cười, hai người quan hệ vậy mà kéo gần thêm không ít. Hắn là thiên khí chi nhân không sai, mặc dù không thấy huyền văn âm dương ấn, nhưng dù gì cũng là thần soán sư, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn, chúng ta đi thử xem cũng không sao. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, cho Cửu U Ma Toan truyền âm nói. Tùy ngươi, dù sao đánh không lại. Ta nhất định sẽ chạy. Cửu U Ma Toan trực tiếp nói. Chỉ ngươi chút tiền đồ này. Ngươi dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú A. Tiêu Phàm một trận xem thường. Xếp hạng lại gần phía trước. Vậy ta cũng chỉ có bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Cửu U Ma Toan lại không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại cho là ngạo. Ngươi nếu giải phong trong cơ thể ta phong ấn. Trong thời gian ngắn khôi phục thánh tôn cảnh tuyệt đối không phải vấn đề. Tiêu Phàm xem như không nghe thấy, hắn nha, ta nếu giải phong ngươi phong ấn, đoán chừng không cần dị ma thánh tôn cảnh giết ta, ngươi cái thứ nhất liền sẽ tiêu diệt lão tử a. Tiêu Phàm cũng không có ngốc như vậy, huống hồ, hắn cũng vô pháp giải phong Cửu U Ma Toan thể nội phong ấn, phải biết, đây chính là Cửu U Ma chủ phía dưới phong ấn. Trừ phi hắn đạt tới Cửu U Ma chủ như vậy cấp bậc, bằng không là căn bản không thể nào làm được. Tiêu Phàm Thiên Y huynh đều nói như vậy, chúng ta còn do dự gì đây? Tà Vũ lời nói cắt đứt Tiêu Phàm tâm tư. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên buông tay một chiêu, một mai đá màu đen bỗng rơi trong tay hắn. Đây chính là mệnh ma thạch, mấy người tò mò đi đến. Chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay hòn đá màu đen bên trong, lại có ba cái điểm sáng, giống như ba khỏa tiểu tinh tinh, hiển nhiên. Đây là đại biểu cho thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, cũng chính là tam tinh ma đế. 100 tích phân, dễ dàng như vậy liền đến tay. Tiêu Phàm thu hồi mệnh ma thạch, đi đến Hiên Viên Trảm Tiên trước người, cười híp mắt nói, Trảm Tiên huynh, có hứng thú hay không trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Hiên Viên Tiệm Tiên bản năng dâng lên thấy lạnh cả người, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tiêu huynh, ngươi có gì cần ta làm, cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định hết sức nỗ lực. Có ngươi câu nói này liền tốt,
Tiêu Phàm vỗ vỗ Hiên Viên Trảm Tiên bả vai, ngay sau đó bay về phía trước đi, lại nhỏ giọng thầm thì một câu, chém giết cái kia thánh tôn cảnh, còn phải dựa vào Trảm Tiên huynh a. Hiên Viên Trảm Tiên nghe nói như thế, kém chút không đứng vững. Chém giết thánh tôn cảnh, cần nhờ hắn. Hắn mới vừa vặn đột phá thánh đế cảnh a, có thể nói, là bọn hắn đoàn người này bên trong tu vi yếu nhất. Tiêu Phàm, Tà Vũ, Tử Thiên Y cũng là thánh đế cảnh trung kỳ, Thí Thần càng là thánh đế cảnh hậu kỳ, dù cho Tiêu Phàm tọa kỵ, vậy cũng nhìn không thấu tu vi, chí ít cũng là thánh đế cảnh trung hậu kỳ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, có thể tất cả mọi người nghe được rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc. Hắn vừa rồi nói có biện pháp chém giết thánh tôn cảnh, có thể căn bản không nói cụ thể biện pháp, chỉ nói là dựa vào Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên, cái này khiến đám người trong lòng một trận bồn chồn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không hại bản thân, cũng đi theo. Tiêu Phàm mấy người không có tiếp tục ngự không phi hành, nơi này đã xâm nhập thần ma táng thổ hơn trăm vạn dặm, tùy thời đều có thể gặp gỡ dị ma, tất nhiên muốn vây giết thánh tôn cảnh dị ma, tự nhiên không thể náo ra động tĩnh quá lớn. Thời gian chậm rãi xói mòn, mấy người một đường tiến lên, gặp gỡ bình thường dị ma, tất cả đều không chút do dự chém giết. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Tiêu Phàm trên người bọn họ mệnh ma thạch, hối đoái thành công huân điểm, đã đều vượt qua 1.000 điểm. Nói cách khác, nếu như bọn họ bây giờ rời đi, đã có thể thành công tiến vào thiên hoang. Chỉ là, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tiến vào thiên hoang đơn giản như vậy, mà là phải giết đối phương ma tôn cường giả. Chúng ta đã xâm nhập 1.000 vạn dặm, cái kia phong ma thành liền ở phía trước. Tiêu Phàm mấy người đang một mảnh trong cổ lâm ngừng thân hình, ngắm nhìn về phía chân trời nói. Xuyên thấu qua từng tầng mây mù, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa quái vật khổng lồ tọa lạc cuối trời, hiển nhiên, kia liền là Tiêu Phàm mục đích của bọn họ. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y nói, hiện tại, lại cho các ngươi lần thứ nhất cơ hội lựa chọn. Bây giờ rời đi còn kịp. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người nhìn nhau, có trong nháy mắt nghi hoặc. Những ngày qua, hai người đều cùng không ít ma đế chiến đấu, mặc dù qua kinh hồn táng đảm, vết thương chồng chất, nhưng thu hoạch cũng không ít, thực lực đang không ngừng tiến bộ. Hai người bối cảnh bất phàm, còn chưa bao giờ có như thế kích thích thời gian, loại cảm giác này, để cho hai người có loại không rõ hưng phấn. Nhưng hiện tại bọn hắn phải đối mặt khả năng chính là thánh tôn cảnh cường giả, đây cũng không phải là chuyện đùa, không cẩn thận chính là tử vong. Yên tâm, có thể bồi ta đi đến nơi này, ta sẽ không trách các ngươi, ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Tà Vũ cười cười, Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên cũng không thiếu hắn cái gì, hắn tự nhiên không thể trách cứ hai người. Hai người nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, chăm miệng một lời, ta lưu lại. Tốt, Tiêu Phàm vỗ một cái bả vai của hai người, nói, xem như Tiêu Mỗ không nhìn lầm các ngươi, từ nay về sau, các ngươi chính là ta huynh đệ. Huynh đệ, hai người hơi sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, Tiêu Phàm nói như vậy, cái kia cũng là nói rõ bọn họ một tháng này cố gắng, chiếm được Tiêu Phàm công nhận. Tà Vũ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn không biết, nếu như vừa rồi Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y rời đi, Tiêu Phàm lại sẽ làm sao? Nhưng không thể không nói, Tiêu Phàm trên người có một loại khó có thể nói nên lời sức cuốn hút. Chỉ bất quá, làm mấy người nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, kém chút không hôn mê. Huynh đệ, không tiếc mạng sống thời điểm đến. Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng, nhìn xem Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 182.